vào một nghìn năm trước theo lịch thánh thần thành trì nơi tử quốc đang xảy ra cuộc chạm trán gây náo động toàn cõi trận chiến sinh tử giữa lục đại anh hùng và tên ma vương cuối cùng sống sót binh đoàn lâu la đang tiến công bảo vệ thành trì khỏi lực lượng của nhân loại dù binh đoàn bên ma vương có số lượng áp đảo cũng không thể đẩy lùi được lực lượng nhân tộc hùng hậu tiến công hơn thế nữa nhân loại còn được nữ thần bút bẩn thì thứ nào chơi cho lại cứ chết rồi lại hồi sinh để đánh tiếp đúng là ảo ma canada cũng vì thế mà bên ma vương dần trở nên thất thủ bên trong thành trì hiện tại nơi mà ma vương cuối cùng Onit trị vì anh nhà nghe được thuộc hạ báo tin cho hay rằng mấy khứa ma vương lân cận đã bị nhân loại cho đi bán muối. Cùng với đó là những người bạn trước đây đều quay xe bán mình cho tư bản, à nhầm sa ngã trở thành tông đồ của thần. Tính tình nóng hổi vừa thổi vừa sơi nên Leo Onis quyết định xông ra chiến trường tính và vỡ alo từng đứa một nhưng đã bị thuộc hạ ngăn cản. Đó không phải là ý muốn của nữ thần phản nghịch nên mày cục cái pha súng về ngay, lơ ngớ như trời đớ nhớ lại lời vợ dạy anh nhà tí thì quên nhà mình còn cái nóc nên đành quay đít bỏ về thôi bây giờ đã lỡ nghe lời vợ chuyển sinh vào một nghìn năm sau với châm ngôn thù này nhất định lấy lỗ lẫn lãi đời hư ảo đưa men vào cơn mê thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng thoáng chốc một nghìn năm đã trôi qua một tiểu đội nhỏ gồm hai người đang đi vào lối nhỏ nơi một di tích cổ nằm sâu trong rừng càng ngày càng tiến sâu trong lòng đất cả hai đã thấy những thứ rất kỳ lạ những bức tượng nơi đây rất nhiều và nhường như được điêu khắc rất tỉ mỉ nhờ vào chút thông tin ít ỏi đó mà celia suy luận rằng nơi đây chắc là nơi an táng của một vị vua nào đó và có thể người đó đã rất cô đơn mẹ suy luận như thám tử tư luôn ạ ảo thật đấy đi được một đoạn cả hai cả gặp một cánh cửa lớn không thể mở ra check in để lại celia nghiên cứu cánh cửa Regina đi ra chỗ khác lút một ít thông tin cần thiết tính lấy máy ra selfie tấm ảnh đột nhiên cách cổng dung chuyển và mở ra một căn phòng lộng lẫy uy nghiêm nhưng đầy huyền bí hiện ra trước mắt chứng giữa căn phòng còn có một viên thạch anh tím bự như cái nồi bánh trưng nhìn thấy nhận dạng người bị mắc kẹt bên trong celia đã nghĩ cách cứu người gặp nạn Tua về thời gian trước đây anh nhà có một cuộc gặp mặt trò chuyện đàm đạo với Roselia một nữ thần phản nghịch. Vì thấy anh quá rảnh rỗi sinh nông nổi nên cô giao cho anh một nhiệm vụ, vào một nghìn năm sau thời khắc khi tận thế ập đến đứa trẻ vật chứa sức mạnh nữ thần sẽ xuất hiện. Và anh sẽ là người tìm kiếm nó nói xong Roselia rời đi trong sự bất lực ngăn cản của Leo. Bên ngoài hiện tại, Celia đang cố đục thủng viên hắc thạch nhưng không được, ngược lại còn đánh thức thần đá đang yên giấc ngủ say một nghìn năm. Trong cơn mơ màng anh nhà tự hỏi lăng tẩm được che giấu bởi cửa phong ấn ma lực thì con mắm này chui từ đâu ra mình nghỉ lười nghĩ bên trực tiếp đục thủng hắc thạch chui ra ngoài đang định hậu sự tiễn con mắm về tây thiên thỉnh kinh thì celia hỏi sao trẻ con lại ở nơi này nhìn vào viên thạch anh tím kế bên leo cũng hú hồn chim én khi đã trở lại nhân dạng thời anh hùng trầu tre với những suy nghĩ khá là sâu xa và tấm lòng từ bi bác ái celia đã cho anh nhà thưởng thức buổi năm roi hảo hảo và liệm ngay sau đó khối ông còn ước được như này mà có được điều đâu tỉnh dậy leo thấy cũng không tệ khi sau ngần ấy năm bây giờ anh đã có lại vị giác cô nương giới thiệu mình tên là celia và là một kiếm sĩ thực tập Hiện tại thì cô đã được 15 cái xuân xanh, theo phép lịch sự anh nhà cũng giới thiệu về bản thân mình. Cứ ngỡ tên anh sẽ lưu danh sử sách gây khiếp sợ đời sau, ai ngờ bị một cô nhóc phán cho nghe rằng tên nghe cu te vãi loằng đến đây thì hết cứu úp mặt vào sông quê. Celia cho rằng anh đã bị voi bắt cóc đến đây nhưng anh lại hỏi voi là cái quần hòe gì. Ngơ ngác bật ngửa Celia giản thuyết ngắn gọn rằng voi là một sinh vật bí ẩn xuất hiện từ 64 năm trước. Mục đích xuất hiện đời sống vẫn là điều bí ẩn chưa giải đáp có người còn cho rằng chúng từ dị giới hư không đi lạc đến đây nhưng đó cũng chỉ giả thuyết mà thôi. Chúng còn hay xuất hiện trong những tàn tích đặc biệt rất nhiều ở những nơi di tích cổ đại như nơi đây. Tranh thủ moi thêm tí thông tin về thời đại này nên anh nhà tiện hỏi theo lịch thánh thần nay năm bao nhiêu để xác nhận xem mình có thật sự chuyển sinh vào 1.000 năm sau hay không. Tuy không hiểu cậu nhóc đang hỏi về lịch gì nhưng Celia trả lời hiện tại là năm 64 theo lịch nhân loại. Leonid chưa kịp hiểu thì một chấn động lớn xảy ra làm mặt đất rung chuyển. Bức tường bị đạp đổ một con voi lớn xuất hiện, súng đạn bất khả kháng anh nhà tính thủ tiêu nhanh gọn vì nơi đây là nơi yên nghỉ đồng đội của mình giơ tay hóa phép chưa xong leo bóp dái bản thân té sml bán mặt cho đất bán lưng làm trò hề cũng may là Zegina tới kịp để yểm trợ dùng thánh khí làm quả đô nớt ngọt liệm cho hai người chạy thoát chạy muốn tụt huyết áp giữa đường lại gặp một con voi loại wyvern xuất hiện vụt đầu xe hơi chắn đầu xe tải vì để bảo vệ tính mạng cho cậu nhóc celia đã hy sinh lấy thân mình đỡ đòn chí mạng nhìn tình hình thì ăn cú này liệm là chắc rồi nhưng trước khi đi bán muối cô còn nhắc nhở Leo hãy tìm Regina chạy đi cô không thể dẫn cậu chạy thoát khỏi đây nữa rồi. Leo cũng ngẩn lệ không biết nói gì khi thấy cô sắp chết vẫn còn có thể lo cho người khác. Chuyển sinh nhưng bản tính nóng như kem vẫn còn đó. Anh nhà triệu hồi gậy phép ép sinh tố một con hy sinh tại chỗ. Đứa thứ hai anh nhà tập làm xiên que nên cho bé nó thành cái tổ ong. Đến khứa cuối cũng khôn lên được chút ít là biết hải quay xe chạy mà chạy thẳng vô cầu lửa của mên lại chết sở đành đi bán muối nốt. Mẹ một con ăn còn đi lên đi xuống bỏ mạng như chơi mà anh nhà quất hẳn ba con một lượt. Xong chuyện leo đi tới chỗ Celia tự kỷ rằng bố mày là ma vương sinh mạng còn con của con người chả là giống gì cả. Nhưng với tâm hồn đẹp à nhầm tâm hồn trong sáng với tấm lòng cao cả của cô anh rất tôn trọng điều đó. Men triệu hồi một vòng ma thuật khiến cho chút tích canh của Celia bắt đầu hồi phục về nguyên vẹn. Hồi sinh xong xuôi thì anh cũng tự dặn lòng nếu cô biết được sự thật sẽ giận ta hay là trở nên tuyệt vọng đây. Mở mắt ra nhìn đời thứ đầu tiên Celia làm là ôm leo và vui mừng khi anh vẫn an toàn. Anh nhà cũng đứng hình mất 5 giây khi cô đếch thèm nhớ đến bản thân. Nhận ra mình mém đi gặp ông bà mà sao còn ở đây được nhỉ thì leo giải thích, thấy chị mém đi đầu thai tiếc quá nên em dùng ma thuật cứu chị về một mạng. Nhưng nhìn mặt cô chị ngơ ngơ không biết ma thuật là gì thì cũng hết đường cứu chữa, cô chị cho rằng nó là thánh kiếm chữa trị và giải thích về thánh kiếm. Vài năm sau khi voi xuất hiện bên trong những đứa trẻ đã sinh ra một sức mạnh kỳ bí, hình dạng được cho là giống với linh hồn hoặc chính xác là bản chất của người sử dụng và thường thì nó sẽ tồn tại dưới dạng vũ khí nên được gọi là thánh kiếm. Giải nghĩa xong Regina đã tụ họp với cô tiểu thư của mình chợt nhớ mình vừa sống mái với con Wyvern giờ nó đâu rồi nhỉ nên chỉ cười đáp lại do chúng tự hủy nên em mới còn đứng đây này hai cô nàng nghe thế cũng tin cho được ảo malazada thật sự cả nhóm cùng nhau trở về thành phố để báo cáo sự việc diễn ra đang ngắm nghía mấy quả bưởi to tròn men bị hầu gái bắt gian tại trận thôi ngắm nhiêu đó chi chị dở váy cho nhìn nè làm anh nhà hú hồn con trồn mặt đỏ bừng như pháo hoa ngày tết đi ra khỏi khu rừng leo Onis, mắt chữ ô mùm chữ a khi nhìn thấy một thành phố nguy nga trắng lệ trước mắt Celia đã tuyên bố chào mừng cậu nhóc tới căn cứ cuối cùng của nhân loại để chống lại voi, có tên là Seven Also gia đền. Quay lại 6 năm trước, một thảm họa do cơn bão voi đang đổ bộ thành phố với số lượng chóng mặt. Celia và Zegina khi ấy hiện còn rất nhỏ phải núp tại hầm trú ẩn cùng lánh nạn với mọi người. Thấy được sự sợ hãi của Zegina cô chị đã an ủi nói rằng cha cô đang dẫn đầu chinh chiến nên không sao đâu mọi việc sẽ ổn thôi. Celia cũng chấn tĩnh bản thân rằng khi nhận được thánh kiếm cô có thể cùng cha chiến đấu và chỉ tuần sau nữa cô sẽ bắt đầu nhập học. Cô sẽ được chỉ dạy luyện tập bởi cha mình, sau khi nhắc về những chuyện vui tươi cả hai đã chấn tĩnh được tinh thần của mình cười đùa vui vẻ. Nhưng chưa được lâu một trận động đất làm bay lắc chầu cao Vina House làm mọi người tiếp tục lo lắng. Celia lập tức chạy lại muốn ra ngoài cùng giúp mẹ và cha chiến đấu may mà Regina cản cô chị lại. Cả hai đã bị sốc tâm lý vì những chuyện xảy ra rồi ngất sau đó không lâu, khi mở cửa thả rông cho chó chạy ngoài đường hít thở bầu không khí trong lành thì được hay tin. Đội quân gồm nghìn kỵ sĩ thánh kiếm bị voi tiêu diệt bao gồm cả cha mẹ cô và chỉ còn 15 người sống sót. Cú sốc này đã làm Celia gục ngã, cô thề rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để chuyện này không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Quay về hiện tại lúc này cả nhóm cuối cùng cũng quay trở về thành phố, vừa đặt đít xuống Celia mở con iPhone để gọi về trụ sở thông báo tình hình hiện tại cho cấp trên. Còn về cậu bé dân lưu vong cô nhặt được cô sẽ bao nuôi cầm ý kiến ý cỏ và cúp máy. Anh nhà sau đó chấm hỏi về cụm từ dân lưu vong là gì thì được giải thích, đó là tập hợp những người đá số bóc đầu chạy lấy thân khỏi những cuộc tấn công của voi. Và một phần nhiệm vụ của mấy chị cũng bao hàm lượng mấy ẻm về. Sau cuộc trò chuyện cả nhóm tách nhau ra, Regina thì đi shopping mua tí lúa về cho tổ đội gặm, còn Celia dẫn nhóc Leo đi khám nghĩa vụ phiên bản 4.0 để cấp quyền công dân sống trong thành phố, dẫn đến cửa cô quyết định bỏ con à nhầm bỏ leo lại làm thủ tục còn cô sẽ tới cổng đợi. Sau khi phú bà rời đi anh nhà liền quay đầu xem xét xung quanh và đi vào nhà vệ sinh, vừa bước vào anh nhà biểu lộ khuôn mặt hoang mang hồ quỳnh hương. Thế quái nào nhân loại lại có thể phát triển lên một tầm cao mới như này chứ? Bất lực leo triệu hồi lên hai đồng hương là Bracket và Saji. Hai khứa đồng hương nhìn xong thằng bạn mình chấm hỏi mày đang cosplay à thì anh nhà phản biện, do bí thuật chuyển sinh thất bại thế nên bố mày đang ở hình dạng lúc còn là anh hùng. Bàn luận tiểu tiết đã xong men cho hai công trình thứ bảy hiện tại đang đứng do con người xây dựng nên, vì vậy chi ít cũng có thêm 6 cái nữa với thể hình bự tổ bố tương tự. Do thân hình hiện tại không thể làm được gì nhiều nên anh muốn nhờ mấy ní điều tra giúp nhé. Mẹ ngủ 1.000 năm tỉnh dậy cái bị sai vặt hỏi cay không chứ. Bắt đầu làm căn cước công dân mà nó lạ lắm, nào là phun xương rồi quét laser kiểm tra cuối cùng là đo nồng độ cồn à nhầm đo chỉ số ma lực. Cái máy phát ra tiếng kêu inh ỏi nhưng cũng may cậu đã sử dụng che giấu ma lực nên được thông qua. Cấp cái thẻ quyền làm người chưa bao lâu thì Celia lụng tấm thẻ cậu chụp gửi báo cáo, việc bây giờ chỉ đợi tới ngày anh nhà thẩm định thánh kiếm nữa là xong. Tiện thể trước khi về ký túc xá, Celia đã tranh thủ đèo Leonid đi dạo vòng thành phố chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. Anh nhà thấy thắc mắc sao nơi đây yên bình đến vậy thì Celia đáp, dù các binh sĩ ra tiền tuyến nhưng nơi này vẫn chưa từng bị voi xâm chiếm. Cả hai đến được tháp trung tâm có dạng giống một cái vây khổng lồ, đầu não đô thị điều phối hay cục quản lý đều ở trong đó tất. Đi xe e cả đít rồi nên bây giờ dẫn nhau đi bộ tham quan, đằng đây là ký túc xá này, bên kia là giảng đường lớn, còn cái kế bên là tòa nhà nghiên cứu. Có thêm mấy cái vặt như bồn tắm vâng vâng mây mây không kể hết, Leo hỏi rằng bồn tắm lớn hay sảnh dạ hội để trưng hay làm gì thì xe li đáp. Thanh kiếm được xem là vũ khí được sinh ra từ tâm hồn con người thế nên nếu tâm hồn bị tổn thương thì không làm được củ chuối gì hết. Tóm lại là tạo ra để xả xì chết đó anh em, vào ngày mai cuộc thẩm định thánh kiếm của anh nhà sẽ diễn ra ở bãi huấn luyện ngoài trời này. Bất ngờ Celia đột ngột gục xuống vì đau đầu hoa mắt chóng mặt, cô quyết định sẽ về ký túc xá nghỉ chút rồi lao vào tập luyện nhanh chóng thực hiện hóa thánh kiếm. Trên đường trở về, cả hai đã đụng độ một nhóm kỵ sĩ tập sự Muzel và dàn Hazen của hắn, hóa ra đến để giao lưu võ mùng thôi anh em ạ. À thanh niên khịa dăm ba cái nhiệm vụ tầm phào mà cũng mém bốc hơi thì hơi sàm đấy rồi chuyển sang khịa leo nhưng với mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh anh nhà vẫn bỏ qua cho ma game minh lần này được đà lấn tới thanh niên tiếp tục chiêu mộ celia vào dàn hậu cung nhưng cô yếu chịu mặt dày vô nhân tính tiếp tục kéo tóc celia thì anh nhà đã ra mặt chỉ với một ma pháp đơn giản cũng khiến cho anh thanh niên quỳ xuống run sợ Mên cảnh cáo lần sau đụng vào mái tóc tuyệt đẹp ấy thì đừng thắc mắc tại sao mình lại được ngắm gà khỏa thân đấy nhé đầu trâu mặt ngựa vẫn méo thèm nghe đứng dậy triệu hồi thánh kiếm chưa kịp thấy giao lưu võ thuật cả hai bị kêu đứng im không được cử động nhúc nhích cái là lên sóng vtv đàm đạo với dư luận nha cương thì ra người đến ứng cứu là Fine, một đàn trị trong tổ đội của celia cô có vai trò đảm nhận thông tin và báo lại cho cả đội thanh kiếm của cô cũng có dạng hình cầu có vẻ còn ẩn chứa nhiều thứ hay ho khác lần này cô đến để báo tin có trục trặc phản ứng ma lực ở vùng biển gần đây chưa xác định nó là gì nên đừng đi lung tung nhé nói dứt câu celia tiếp tục bị choáng một lần nữa nên Fine kêu cô hãy về nghỉ ngơi Tới ký túc xá Leo khá bất ngờ khi nhìn nó có vẻ cũ kỹ thì được giải đáp. Tùy vào thành tích của đội càng xếp hạng cao thì sẽ được cấp cho ký túc xá càng xịn sò so con bò. Tới phòng thì thấy Regina đang nằm phè ra ngủ. Leonid thắc mắc mình là con trai thì ở ký túc xá nữ có sao không? Ô không sao đâu bấy bề em chỉ là con nít nên đừng bận tâm. Celia bảo cậu đi tắm trước rồi tới lượt cô. Đi vào phòng tắm anh nhà thấy khá thích thú với công nghệ tiên tiến này cụ thể là vòi tắm. Leo bắt đầu với xà bông để gội đầu, Bên ngoài Celia cao thủ không bằng tranh thủ cô bước vào phòng tắm để gội đầu dùng cho cô cậu. Cô nói rằng khi leo xong việc xác định thánh kiếm cậu có thể gia nhập bất cứ đội nào và nếu có thể cậu hãy trở thành đồng đội của cô. Leo hỏi ngược rằng tại sao cô lại dấn thân vào chiến đấu mà không để cho ai đó bảo vệ mình, phản bác lời nói của anh nhà cô quyết định muốn tự mình mạnh mẽ méo muốn bố con thằng nào bảo vệ. Dứt lời nói Celia đã ngã xuống, dấu ấn hiện lên cùng với đôi mắt đỏ âu kèm đó là cặp danh nanh bé bé xinh xinh. Cô trồi dậy hút máu Leo và tự hỏi sao mình lại làm vậy thì Leo đã nói sự thật. Thuật chữa trị không thể hồi sinh người đã chết và Celia lúc đó đã thật sự ngủ củ tỏi. Sáng hôm sau Celia tỉnh giấc, bất ngờ khi thấy mình bị bế lên giường lúc nào không hay Leo hiểu nhanh tình hình đáp. Bé chỉ dùng ma thuật thôi chưa sơ muối được miếng nào hết nên đừng lo. Celia lúc này cũng nhận ra điều gì đó hỏi Leo rằng cậu là ai, phơi bày sự thật. Leo Onis nói rằng cậu là ma đạo sĩ mới chuyển sinh làm mên giấu nghề. Vào thời đại của cậu con người sử dụng ma lực dưới dạng ma thuật, và từ cái củ chuối đó em đã hồi sinh chị thành người bảo kê của mình. Đáng lẽ cậu chỉ muốn hồi sinh chị như một con ân đét thường thôi, nhưng với sự hưởng cái hào quang nhân vật chính chị thành nữ hoàng ma cà rồng con miệng nó rồi. Với thể trạng hôm qua là do thiếu ma lực bằng chứng là hôm qua chị cạp xin tí tiết thằng em, Celia hiểu được tình hình sự thật rằng cô đã hẹo. Cô ngồi dậy muốn kể một tí về bản thân mình, hồi 9 tuổi ở quê hương của mình, một cuộc bùng nổ voi tràn vào bắt đầu xâm lăng. Mọi kiếm sĩ bao gồm cả cha mẹ của Celia chính vì đó cũng đi bán muối, cô và Zegina hiện còn sống là do đã ẩn nấp trong hầm trú ẩn tới khi được học viện thánh kiếm thu nhận là người mang dòng máu thánh kiếm sĩ cô rất được kỳ vọng thế nên nếu đi giao hữu với voi thì có thể cô sẽ thức tỉnh sớm được nó thôi nhưng đến tận bây giờ vẫn không có kết quả gì celia buồn bà hỏi leo liệu bây giờ cô còn có thể thức tỉnh thánh kiếm được không re tất nhiên anh nhà không biết nhưng cô bây giờ đã mạnh hơn trước là điều chắc chắn đang ngầu thì bụng mên bất ngờ réo lên bài ca chết đói đành nghe theo tiếng gọi con chim à nhầm con tim mà lên đường đi ăn thôi nhìn đống menu tại đây khiến cho celia chấm hỏi ăn được không nhỉ chỉ có thể ăn thoải mái con gà mái chỉ là nó không hiệu quả bằng việc hút máu thôi gọi món đã đời anh nhà nói muốn khao trầu này và móc ra đồng tiền vàng theo lời anh nhà thêm mắm muối thì một đồng vàng này có thể chốt điêu cả cửa hàng không cần nghĩ ngợi đúng vậy chốt điêu cái quần đội lên đầu cho đỡ quê đó mấy ní chứ giờ công nghệ hiện đại xài thẻ hết rồi em ạ à không ai xài ba cái đồng vàng đâu đang đau đầu do vàng mình tích chữ vô giá trị thì cả hai gặp đờ ma gần đó hòng hớt được tí thông tin là hai khứa này đến đòi nợ mà em kia chưa kịp lãnh lương nên túi còn cái nịt mà nhìn kỹ tới lui thì thôi thế chấp cái áo cũng được và kết quả cho việc sờ mó lung tung là hai cái chùi kiếm vô bụng hỏi ra mới biết em này chơi sòng bạc của người ta thiếu nợ đã xin khất ít lâu rồi mà hai khứa đó cứ đòi nên cho chim cút thôi gặp gỡ là cái duyên chị là sa cu ra hân hạnh gặp mặt mà duyên này chắc duyên trời đánh chứ gặp cái đòi ăn trực rồi một khứa thì hết tiền một khứa thì chơi đồ cổ không có tiền mặt chắc ăn xong để hai bay ở lại rửa chén trừ nợ quá Leo Onis nhận ra trang phục của cô có vẻ độc lạ vì nhìn nó khác với mọi người thì cô nói rằng đây là trang phục truyền thống của Âu Gian và nơi đó đã bị lũ voi xóa sổ thế nên tất thảy cô phải báo thù cho quê hương mình. ăn xong cũng tới lượt kiểm tra thánh kiếm. cậu triệu hồi ra một cây gậy phép rồi mở mồm em chơi hỗ trợ. bà chị giám khảo đang đọc hồ sơ quay qua cái hú hồn con trồn thế điếu nào cái thằng chơi vị trí hỗ trợ này phá tan nát được con robot được hay vậy? tính chỉnh lại chức năng thì khứa mặt thộn mu gieo lại tới muốn làm người đánh giá năng lực. Thôi xong chơi gì cũng ngu mà được cái chơi ngu là giỏi thế này thì chết dở. Với thanh kiếm do Minion thống trị tuyệt đối ảnh tự tin ăn được nam chính của phim, Celia cũng muốn tham gia trận đấu tuy nhiên hắn có một điều kiện. Rằng nếu cô thua trận thì sẽ phải gia nhập dàn gem của hắn. Leo ngay lập tức đồng ý và cũng ra một điều kiện nếu Mu Gieo thua trận thì mời hắn tránh xa vợ ta ra. Cậu sẽ không bao giờ trao quyến tộc của mình cho một kẻ như hắn. Trận đấu bắt đầu với màn đánh phủ đầu của Celia. Với kiếm pháp được cô mài rũ bài bản với tư chất vampire, Việc lấy một trọi hai cũng chẳng nhầm nhò gì khi cô áp đảo, lúc này Zezina vì ngủ quên mà tới trễ. Tới nơi thì thấy tiểu thư combat với Muzel, trong khi đó Celia được đà tiến lên kết thúc trận chiến mà nhìn hơi khoai rồi, Muzel cười giang xảo dùng thánh kiếm không chế được Celia. Sau đó hắn tiến tới chỗ Leo để giải quyết cậu trước, với mong muốn bảo vệ Leo mãnh liệt Celia thức tỉnh được thánh kiếm cho riêng mình. Thanh kiếm dần hiện lên trong tay của Celia và cô thoát khỏi sự kiểm soát của Muzel, sau đó là pha ao nhây cơ bản cắt đôi thánh kiếm của Mu gieo đưa mọi người trở về lại bình thường. Kết thúc trận chiến Zezi nhào tới vui mừng khi cuối cùng Celia cũng đã thức tỉnh được thánh kiếm, về đến ký túc xá Celia cảm ơn Leo chịu đồng hành cùng với cô. Nhân tiện Celia hỏi rằng quyến tộc là cái quần què chi dứa, Leo liền mau mải giải thích đó là tồn tại để bảo vệ cho chủ nhân của mình, ok từ giờ chị sẽ bảo vệ em nhé. Trải qua một ngày mệt mỏi nên mở tiệc quẩy banh chành thôi, cả tổ đội của Celia rất vui khi nghe tin cô thức tỉnh được thánh kiếm đương nhiên cũng nên có cái tên cho nó oách xà lách nữa là chuẩn cơm mẹ nấu rồi nhưng celia từ chối vì chưa biết được hết thông tin về nó nên đặt tên sau giờ tới phần quan trọng đó là chia phòng ngủ do phòng chống thành nhà kho rồi nên leo tính ngủ với chị đẹp nào đây những lời cám dỗ đầy ngon ngọt bày ra bị cô nàng quyến tục ngăn chặn cô nói rằng mình là người bảo hộ nên leo ngủ chung là chuẩn cơm mẹ nấu rồi ăn xong leo đến chỗ Fine lấy số đo cùng với tí thông tin cô cung cấp cô chia sẻ rằng khi trong tiểu đội cũ cô là người tiên phong đi đầu và do một lần bắt cẩn hai đồng đội của cô bị voi đem đi thắp nhang kể từ đó thánh kiếm cô mất đi sức mạnh vốn có của nó người mời một kẻ trắng tay như cô vào đội chính là celia thấy được bản đồ hiện tại nên cậu trôm chỉ xin mượn tí về nghiên cứu anh nhà ngẫm nghĩ lại về trận chiến năm xưa có lẽ mấy con đầu trâu mặt ngựa voi có liên quan với lục đại anh hùng kia vì thông tin còn quá hạn hẹp nên men triệu hồi bracket để moi thêm được biết tại hòn đảo này có cục tinh thể ma lực bự như cái bánh xe bò người đời thường gọi là lò ma lực có vẻ như nó đang truyền tải ma lực đi khắp thị trấn nếu chiếm được nó thì việc phục sinh binh đoàn ma vương sẽ dễ dàng hơn. Báo cáo xong sói cô độc trở lại đáy xã hội để tới lượt cô hầu gái sa di. Cô tìm ra được mấy loại bánh hảo hảo hạn như bánh vòng, bánh su kem bra bra. Còn thông tin quan trọng hơn là không ai ở đây biết về cuộc chiến năm xưa cả. Tiện thể còn bày tỏ sự gato khi leo đã thu nạp Celia vào dàn Hazem. Này này mi còn nhiều cái ta chưa thèm nói đâu đấy. Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay Celia từ trong phòng tắm bước ra làm leo giật thót tim. Ngay lúc này dưới đáy biển sâu đội dò tìm đã khám phá được vết tích của đại hiền giả Akazel, ngay sau đó họ được lên thiên đàng gặp Qua Quy. Tua về năm 432 theo lịch thánh thần, lúc này anh nhà được 16 tuổi cũng là một trong lục đại anh hùng của đất nước. Những anh hùng khác lo liệu hậu sự ở vương đô và thánh đô, còn anh làm người thành công có lối đi riêng nên lên đường tiêu diệt ma vương. Sẵn tiện ghé ngang cái làng quét đám quái nhỏ tăng sức cuốn hút với dân làng, mà đi theo khứa chỉ dẫn nhìn mặt gian gian bẩn bẩn méo chịu được. Đúng như dự tính, khi đến nơi anh nhà bị bỏ lại bơ vơ mà không thấy con quái nào, Cẩn thận trên hết men rút kiếm tự vệ nhưng không kịp. Ba pháp sư trung hoa phục kích từ đâu đó trong bụi lùm dùng phép khóa anh nhà lại. Chỉ chờ có thế các binh lính chạy từ trong hang ra cầm xích quang không lệch ly nào, thôi toang rồi bu em ạ, à bị xích như xích lợn thế này thì chết dở. Kịch bản đúng từ đầu tới đít các binh lính cầm phóng lợn lên, đương nhiên bên giờ như con lợn bị chọc tiết, nhẹ nhàng hơn thì thành tổ ong luôn cờ mờ nờ giờ. Nhưng chưa hết đi bán muối cũng cần có quý nhân phù trợ. Thời gian cuối đời một giọng nói vang lên trong thân tâm anh nhà. Ôi biết bị đâm lén mà sao không né để nó xiên que như này đây. Cũng đúng thôi, kể cả là người cứu lấy thế giới cũng phải chết bởi tư bản. Cô hỏi rằng cậu không cam hạn chúng à? Anh nhà chỉ bình tĩnh nói rằng suy cho cùng chúng không phải người xấu. Cô lại hỏi một lần nữa rằng anh thấy thế giới này có đúng hay không? Anh nhà cho rằng thế giới này mọi thứ đều như nhau cả thôi. Đây nãy giờ chị gái lùa được con gà rồi giờ chuyển qua đa cấp này. Với suy nghĩ của cô rằng nên phá hủy cái thế giới tồi tàn này đi. Và lý do cô mời Leo Onis là vì cô thích anh từ lâu lắm rồi đấy chỉ như thế là một con gà sập bẫy ngay, khuyến nghị chị em đừng học theo. Hóa ra nãy giờ là giấc mơ của Leo, anh tự nhủ phải phục hưng lại quân đội ma quân của mình càng sớm càng tốt, và sau đó là đi tìm kiếm Roselia chính là sứ mệnh của anh. Lúc này cô chị quyến tộc đang trên chiếc giường êm ái bỗng bay lên, trời ơi cái quần què gì đang diễn ra vậy? Leo hiểu được khuôn mặt hiện ra chữ đó liền đưa dấu ấn ra giải thích. Đây là dấu ấn thống trị Nona là cặp hình xăm đôi, với nó em có thể ra lệnh cho chị làm bất cứ điều gì, Tới đây Celia vỡ lẽ rằng làm điều gì cũng được thiệt hả bu em. Nghe tới câu kể cả chuyện bạo lực hả thì men dừng cuộc trò chuyện. Anh nhà nói rằng nếu anh ngủ quên mà muốn bú tí huyết thì cất răng nanh đi nhé. Cuộc tâm giao kết thúc vì có cuộc alo gọi đến. Chị Fene có chuyện muốn thông báo lại với đội rằng một cuộc họp chiến lược vừa mới triệu tập. Nguyên nhân sâu xa là do đội tìm kiếm mấy thằng trong hang đã mất tích. Sở Studio chọn góc nhìn thông báo cái gì mà AD toàn thấy đào với bưởi mới chết chứ lị. Fene vừa cúp máy Celia hừng hực khí thế muốn tập luyện ngay vừa luôn. Trái lại sự vui tươi là sự căng thẳng của tổng bộ căn cứ 7, mọi người đang rối rít truy tìm tung tích hình dạng con voi bí ẩn này. Trích xuất màn hình LCD ra khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, một thứ như hình dạng một rễ cây đang bám vào xích chó của đảo. Vì sự kiện bùng nổ voi vào 6 năm trước lần trước bây giờ ai cũng cẩn thận chuẩn bị, cuối cùng họ chuyển qua cho một đơn vị khác để xem xét tình hình biến động. Lúc này Celia đang rất mải mê bán hành cho con robot, từ những đường kiếm leo hỏi rằng ai đã dạy kiếm thuật cho cô. Được biết cô học từ nhỏ bởi gia đình và tự rèn luyện từ đó tới bây giờ, anh nhà đề nghị cô nên rèn luyện thêm, cách kiểm soát sử dụng sức mạnh và mài. Sống bằng triết lý không làm mà đòi có ăn của ai đó thì cô đã đồng ý, nên triệu hồi gậy phép phong tỏa không gian bên ngoài. Sau đó nhẹ nhàng triệu hồi mấy bộ xương khô ra cho Celia tập, cận cảnh quyến tộc vam bay cấp cao nhất đánh với quyến tộc cấp thấp nhất. Đánh một hồi thì người xem cũng rút ra kết luận là ao trình vãi lon, dù vẫn chưa quen nhưng cô cảm ơn Leo vì đã giúp đỡ mình. Trong khi quả cầu của Fine đang đi do thám khu vực bị tấn công, thì dưới nước một tiểu đội đang trên đường tìm kiếm thi thể mất tích, còn về khu vực trên đảo. Khứa xa cu ra cuối cùng cũng trở về từ sòng bạc, nhìn thoang thoáng từ xa thấy được Bracket đang ngồi đợi thằng Sen thì cô chạy lại hóng hớt. Rảnh rỗi xin nông nỗi, khứa này tự tiện đặt tên cho con nhà người ta là Ma luôn mới ảo ma, thấy Ma gầm gừ thì ní cũng buộc túi thức ăn rồi đi vào nhà. Regina bây giờ mới làm xong đồ ăn mới chế của mình, cô muốn xác nhận nó ngon hay không trước khi đưa leo đớp hết của nợ này. Saku ra vào nhà thấy đồ ăn cũng hớp miếng cho đỡ chảy nướng miếng, mà vừa đặt cái mông xuống khứa này ngủ miệng nó luôn. Trong thành phố, Men còn khá sốc khi thấy sự phát triển và hòa bình yên ổn của con người. Nhỏ Saji bây giờ cũng đang làm thêm tại một quán bánh để có tiền mua bánh cho anh nhà. Chủ tiệm đi vào nhờ cắt hộ mấy miếng khoai tây, mà cái tính tài lanh tài lại tự lấy giao tỉa luôn cái tô nhà người ta. Chủ tiệm chứng kiến rồi kêu ai mượn nhiệt tình dữ vậy, rồi nói cô chim cút ra ngoài dọn dẹp lành chứ ở trong này báo không hả? Đi tới cửa cô em nhìn thấy cờ rút mình tới liền núp đi ngắm nhìn từ xa, ngắm không thì không nói làm gì mà nhỏ còn nói sao cứ chọn mụ già xấu xí hơn cô chứ. Vài phút sau, cả hai đều đặt chân tới căn nhà ngập nắng, nơi mà tập hợp những đứa trẻ mồ côi đang sinh sống, thấy chị đẹp tới cả đám nháo nhào ra chào hỏi rất chi là nồng nhiệt. Khi biết được có một số nhóc nơi đây chạc tuổi Leo, anh nhớ đến đoạn ký ức nghèo nàn trước kia của mình, anh cũng cho rằng thật tốt khi thời đại này có quan tâm đến trẻ em. Vào được nhà chuẩn bị đồ đồ ăn cho tụi nhỏ có một đứa nghịch ngợm chạy đến túm cái váy Celia kéo lên bị leo nhìn thấy. Khá may là trước khi cho thằng nhóc lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân, Celia ngăn anh lại con nít còn nhỏ nó có biết gì đâu. Này có là nít quỷ nít xanh ấy chứ, không khí đang căng như ba con mực bà chủ xuất đầu lộ diện hóa giải tình hình. Bà rất vui khi Celia ghé chơi và hỏi hàng nhóc này con cháu à, Celia chỉ cười rồi kêu lụng ngoài thùng rác chứ con có chừng này sao có đứa con lớn vậy được. Cả đám nhóc thấy bất ngờ bu xung quanh Leo khi biết anh có thể sử dụng thánh kiếm, cũng may nhờ vào mấy cái đô nớt lũ nhóc đã tụ qua chỗ khác phóng sinh cho leo. Nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt thì ra đây là thứ Celia muốn bảo vệ, còn nơi mà anh phải bảo vệ bây giờ đã không còn nữa rồi. Lúc này bên cơ quan dưới lòng đất nghe thấy tiếng động lạ, nhóm của Fine cũng thoát tim khi thấy tần số dao động bỗng nhảy vọt. Kiểm tra tầng hầm nơi phát ra tiếng động hai anh thanh niên đi vào khám phá, những dây leo lú nhẹ cái đầu ú ả nên chắc hai khứa này lành ít giữ nhiều rồi. Quay về năm 428 theo lịch thánh thần, lúc này đại hiền giả Azakel và thánh nữ Ti-ơ-lét vẫn còn là lục đại anh hùng cùng với Leonid. Bọn ót đang tiến hành cuộc xâm lăng diện rộng và nơi khởi đầu là ngôi làng gần đó. Ba vị anh hùng đang có mặt tại tường thành bắt đầu tác chiến, kế hoạch tóm tắt rất chi là đơn giản. Cũng vì mấy con quái vật đầu trâu mặt ngựa này tràn vào tường thành, nên đại hiền giả Azakel sẽ triệu hồi mặt trời để thiêu đốt bọn quái vật cùng với con người. Còn thánh nữ Ti-ơ-lét đảm nhận việc hồi sinh lại cho nhân loại, biết là chắc chắn thành công và diệt sạch gọn ngẽ những người vô tội phải chịu sự giày vò đau đớn của ánh sáng mặt trời mê nhìn mà ngứa ngứa con mắt quyết định anh rút cây hàng trong vỏ ra dáng một cú chém phá tan ma thuật bản tính ngủ ngáo khi 12 tuổi làm anh ghét mấy thứ rắc rối này lắm để nhanh gọn thì anh xông pha ra thể hiện múa vài đường quyền cho con dân xem như mấy khứa thách đấu xuống đồng đoàn chơi anh nhẹ nhàng bán vé cho mấy con mặt thộn đi gặp ba đời tổ tiên người dân cũng từ đó mà tôn sùng vị anh hùng trẻ tuổi nhưng cũng vì đó mà anh lại trở thành một mối nguy hại cho những anh hùng còn lại quay về hiện tại Zakael bị tha hóa đang tiến sâu vào trung tâm thành phố, mọi người ở tổng bộ đang rất lo lắng về sự mất tích của con voi kỳ lạ. Một thứ bự trà bá như vậy thế quái nào lại biến mất không dấu vết được. Lúc này chỉ huy nhận được yêu cầu xin phép thông báo tình hình hiện tại cho tổng bộ từ tiểu đội của Celia. Khi biết người điều tra là Fine ai cũng đồng ý cho lên danh sách ngay vừa luôn. Với những đầu ra ma vừa hóng hớt cô kể lại sự việc, vừa nãy có một chấn động nhỏ được phát hiện nơi khu vực 62. Và vào giữa chưa có một bước sóng ma lực được nhận diện, một điều sụp dai ma đờ phát cơ khác đó là cách hai khu vực, khu vực 59 cũng bị trường hợp tương tự với bước sóng không lệch ly nào. Từ đó suy ra con voi biến dạng đó đang tồn tại bên dưới thành phố và đang tiếp tục di chuyển, sau hồi xác nhận thì đúng là có sự biến động nhỏ ở khu vực 59. Mấy ông cấp cao đang chấm hỏi sao nó vào được thì được cho tin, các khớp nối dây xích chó và đảo có các lỗ nhỏ nên có thể luồn qua từ đó. Việc nó không tỏa ra ma lực chắc cũng vì ưu tiên xâm nhập nên hạn chế lại chuyển động của mình, chưa dứt lời. Một báo cáo từ quản lý vật tư gửi đến, theo camera ghi lại được, một thứ giống rễ cây đang sinh trưởng tại kho lương thực dưới lòng đất. Bên này nhóm Fine đang lo lắng khi không thể liên lạc được với Celia, cùng đó là sự xâm lược bí ẩn của voi. Nhóm anh nhà bây giờ thần thơi phết chứ đùa, đang ăn ngon khứa kế bên quay sang bảo, muốn xem thánh kiếm rồi đồ trên miệng cứ vậy bắn tùng lung vào mặt mên. Cô nhóc ti xe ra ân cần lấy khăn cho cậu sử dụng và nhìn cái biểu cảm thì chắc thành fan ruột cờ mờ nờ giờ. Đối diện với sự thoải mái thì bên trung tâm, ai cũng díu dít tìm cách ngăn chặn voi tiến vào sâu bên trong. Thang đo ma lực bỗng nhiên nhảy số cao chót vót, các con mắt trên thân cây bắt đầu mở ra ngắm nhìn cuộc sống. Mất liên lạc với đội tiên phong ai nấy bắt đầu phòng ngự cảnh báo sơ tán, sau một lúc các camera chạy bằng cơm cuối cùng cũng kết nối lại được. Thứ ngạc nhiên hơn là voi đã chạy thoát chứ không tấn công con người như thường lệ. Dựa vào những thông tin từ đầu tới đít nãy giờ, cùng với đó là sự trùng khớp với con voi trước đây, Fine khẳng định tuyên bố thằng khứa kia đang tiến tới lò ma lực và mục đích chắc là chiếm giữ lò ma lực rồi phát động tổng tấn công ồ ạt giống như 6 năm trước nói quá nhanh nên ông hiền giả tới chiếm đóng luôn rồi hỏa lực có sẵn với viện quân không đủ để ngăn cản được cái cây một nghìn tuổi bên này leo đang triệu hồi bộ xương mini khẻ mấy đứa nhỏ nhìn nó hơi hào hán hơn là thú vị theo lời anh nhà nói lúc này thì đại hiền giả đã tàn phá xung quanh và chiếm được nguồn ma lực một cuộc tấn công ồ ạt bởi lũ voi bắt đầu diễn ra toàn thành phố phát ra báo động rồi tự thiết lập chế độ phòng thủ hoàn tất chuyển đổi trận hình phòng thủ trước lũ voi người dân cũng được di tán đến nơi an toàn và các tiểu đội đi ứng chiến chúng sinh bình đẳng người có súng thượng đẳng Thành phố bắt đầu xả súng như mưa ở trung tâm hư không. Các tiểu đội nhỏ bắt đầu xuất hiện góp vui cho cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Bên này Saji đến báo cáo với Leo rằng lũ voi đang tràn ngập thành phố. Mình kêu đi bảo vệ đồng đội của Celia thì mặt cô dị xuống như giái cún. Không nghe cũng phải nghe thôi chứ biết sao giờ. Sau khi dắt tụi nhỏ vào trong cả hai cùng phối hợp diệt trừ voi, đương nhiên với thứ sức mạnh áp đảo của top server và với nữ hoàng ma cà rồng. Mấy đứa này như mũi chích y nóc, với tình hình nhóm Zegina cũng y chang với những pha combat bát nhẹ nhàng đã đẩy lùi đùi lũ voi nhanh chóng mà gáy chưa được bao lâu một voi loại hai ra xuất hiện giữa chiến trường khói mù mịt ngay cả chủng loài vĩ đại như long tộc cũng hóa thành voi nốt để một chiêu tiễn đám này về tây thiên leo nhờ celia yểm trợ một lúc ngồi dặn hồi đến luôn cả chỉ nội chỉ ngoại mên đã hoàn thành một ma pháp bậc mười diện rộng giáng xuống xung quanh nó thiêu dụi những gì xung quanh tàn phá mọi thứ từ đống lửa thiêu con rồng từ đáy xã hội vươn lên làm cho leo onit bất ngờ black kết đến vừa kịp lúc để cạp miếng thịt rồng cho leo niệm chú một ma thuận mười thứ hai được sử dụng chẳng mấy chốc con rồng bị ép thành đống bùi nhùi ba má nhận không ra không được nghỉ ngơi trận động đất xuất hiện làm chán động khu anh nhà đất bị nứt ra làm hai và xuất hiện dễ cây lôi Celia xuống hiện thân của đại hiện giả xuất hiện trước mắt vị ma vương như trước đây bạn cũ gặp nhau trao cái ôm cái nắm tay anh nhà gặp bạn cũ cho hẳn quả cầu lửa thẳng mặt đúng là thân mà thân ai nấy lo Celia bị đại hiền giả kéo xuống hang núp ở dưới đáy xã hội trực chờ anh nhà đi xuống. Do dấu ấn chưa biến mất, tất nhiên quyến tục vẫn chưa đi hít nhang đèn cùng bái. Biết đây là đa cấp lừa đảo nên quyết định chơi tới bến cùng người đồng hương, Black Cat chui lên tham gia góp vui nói xấu người bạn cũ. Mới có ngàn năm mà ăn chơi hút chích để rồi bị sa đoạn nghĩ có chán không cơ chứ, nhưng nhờ hắn sống lại leo mới biết được Roselia hẳn cũng đã tái sinh ở nơi nào đó. Những đứa nhóc lúc này ra ngoài để xem tình hình cuộc chiến, ánh mắt tụi nhỏ như những lần trước đây leo biết, ánh mắt của sự sợ hãi một thứ sức mạnh vượt trội. Anh đi đến muốn mọi người vào trong nhà để an toàn thì một nhóc lên tiếng, cảm ơn anh đã bảo vệ mọi người và xin anh hãy giải cứu chị đẹp Celia. Tới đây men bất ngờ khi đó không phải là sự gây tởm, cậu nói rằng cậu sẽ lo hậu sự mọi chuyện rồi sử dụng ma thuật của mình, ma thuật chú ngôn kết giới bậc 8 và binh lính xương khô tinh nhuệ. Quay người lại leo thấy bạn già của mình có mấy cây xiên que làm anh cũng khá đói, thôi thì được người ta chia sẻ nên ăn thoai, nghe thấy tiếng động phát ra từ đôi bông tai anh nhà đi tới trông chỉ. Thì ra sức phòng thủ ở chiến tuyến đang bị thiếu bị thiếu hụt, các tiêu đội lân cận khác cũng không đủ sức chống trả nên cần trợ giúp. Leo trả lời rằng Celia bị thằng khứa kia lụng đi rồi, xin chị hãy điều thánh kiếm tìm vị trí Celia dùng để đánh ghen. Tình hình cấp bách Fine kêu hãy đợi người tới ứng cứu nhưng Men không chịu, sợ anh nhà dãy đành đạch lăn lê bỏ trường nên Fine đành tìm kiếm. Hiện Celia đang ở tầng 6 gần trung tâm đô thị chiến thuật, bây giờ nó đang hấp thu thêm ma lực làm một trò con bò gì đó. Ngắt điện thoại Fine bị tấn công bất ngờ bởi hai gia, cũng may xe gì luôn ở đó làm part time cho ma vương nên cứu được, bên chỗ anh nhà. Biết được địa chỉ thằng bạn cũ anh liền cưỡi s -Siter động cơ bằng miệng lên đường, với ma thuật cầu lửa chuyên dụng anh nhà thổi bay cánh cửa chào hỏi người bạn trí cốt gặp nhau trao yêu thương leo thiêu dụi tất cả những gì trước mắt và đương nhiên nếu có chuyện gì dễ sơi như vậy khả năng tái sinh quá khủng bố dẫn đến ngọn lửa chả có tí tác dụng gì aza keo thắc mắt leo onit đã đi bán muối vào một nghìn năm trước sao còn ở đây đấy bảo bú đá lắm không tin bố mài chỉ phong ấn linh hồn lại thôi đại hiền giả tiếp tục nói rằng thế giới sẽ cùng sao hư vô tái sinh và người thông báo tin tốt đã nói rằng hắn là kẻ được chọn những con mắt trên thân cây đại hiền giả bắt đầu mọc dậy được biết mấy cái đầu nhìn có vẻ cu te hột me này là người của giáo đoàn thánh thần. Cùng đó là chị đẹp bị đưa vào nơi xó sỉnh nào rồi, thế nên bây giờ điều cần làm là truy tung địa chỉ của Celia. Leonid mém bị tóm bởi nhánh cây đại thụ nhưng mèo đen đứng ra ngăn cản kịp thời. Lúc này đây, ma pháp khúc ca ánh sáng của Azakel đang được niệm một cách đồng thời, những tia sáng hướng về phía anh nhà như được định vị sẵn. Với số lượng bù chất lượng nó cũng làm Leonid chảy tiết canh, nhìn vào lòng bàn tay với chiếc bông tai dính máu men đã quyết định đánh cược. Bên phía Selina, cô đang vùng vẫy kịch liệt với ý nghĩ giúp sức leo đẩy lùi cuộc xâm lăng ý chí kiên định một lòng bảo vệ chủ nhân cuối cùng cô cũng thức tỉnh sức mạnh của mình thấy được ánh sáng men lập tức ném chiếc bông tai ghim vào người celia hoàn tất thức tỉnh celia phá tan rễ cây xong ra ngoài đoàn tụ với leo onit thì ra đôi bông tai có máu của men là chất xúc tác giúp cô thức tỉnh nhìn ngứa mắt cặp đôi tu hú chim chuột a keo cùng những tín đồ đồng thời niệm phép bậc mười với ý nghĩ thiêu dụi cả thành phố với câu nói cũ chị hãy câu kéo thời gian giúp em để em nạp vip rồi tính sổ với nó nghĩ lại chuyện quá khứ, lúc đó khi từ chiến trận sống sót trở về. Leonid được Joselia tặng cho một thanh kiếm, đó chính là thanh kiếm của anh hùng, nhưng bây giờ cô sẽ ban phước để biến nó thành ma kiếm. Dù hóa thành ma kiếm nhưng thanh kiếm vẫn giữ được chút ý thức của mình, nó vẫn chứa đựng sức mạnh khổng lồ, kèm theo đó là một phong ấn người sử dụng. Nếu người sử dụng không thể thỏa mãn điều kiện thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ rút được thanh kiếm ra, sau một lúc trần trừ anh nhà đã nhất quyết. Nơi ta đang đứng mảnh đất ta thống trị, vị vương bất tử quy định vùng đất này sẽ trở thành vương đô của mình, do đó mọi kẻ sống tại nơi đây là người dân mà cậu sẽ bảo kê. Với ma kiếm đai sơ lây sự uy áp từ nó thôi cũng làm cho địa hiền giả phải sợ hãi, không lòng vòng bên người hải phòng. Trực tiếp dùng kiếm kỹ đế quốc lo nát chém về phía cây cổ thụ, tới đó người bạn chỉ cốt cốt ai người đó hốt bay màu khỏi xe vơ, về tình hình bên ngoài. Những cánh cổng hư không bắt đầu đóng lại, chỉ còn tàn dư cũ đang bắt đầu biến mất, mọi người xác định sự hiện diện của voi đột biến đã hoàn toàn không còn. Còn về lò năng lượng, một vụ bùng phát được giải phóng và có vẻ nó cũng xóa sổ con voi bí ẩn đó. Từ nắp cống trong thành phố, Leo chui lên ngắm nhìn ánh sáng mặt trời hít thở không khí trong lành, thế là tổ đội 18 vẫn an toàn bình yên vô sự. Mà hơi lịch thông tin là Leo nằm liệt giường do triệu chứng đau cơ, vừa rồi đúng là anh đã sử dụng hết cạn ma lực và gỡ phong ấn ma kiếm, cũng may là chưa niệm chứ không hết phim lại khổ. Lúc sau Celia đi vào với những món quà lưu niệm từ đám nhóc ở căn nhà đầy nắng làm, Leo nghĩ rằng điều này cũng không tệ, những người tôn kính Ma Vương đáng được bảo vệ. Do thánh kiếm cô sử dụng cần đến máu nên giờ cô muốn cắn yêu cậu một cái dù nói là chịu đựng nhưng nghiện rồi thì bỏ liêm sỉ xin tí huyết đã ngậm được cái mùng chưa bao lâu cả nhóm tổ đội mở cửa thăm hỏi tình hình sức khỏe ôi những hình ảnh không nên thấy thất lễ vì chen ngang rồi hoan hỉ hoan hỉ anh nhà nhìn cũng bó tay chấm cơm lúc này trên chiếc du thuyền ngoài biển kia cô công chúa hay tin thành phố bị tấn công ồ ạt liền xuất phát dù chưa tới nhưng cô phải công nhận nó kết thúc nhanh hơn dự kiến với danh phận công chúa của mình cô quyết định phải đến khen thưởng mấy khứa cống hiến cho vui sau trận chiến chống voi xâm lược thành phố giờ tàn tạ đến mức không còn gì để tả nhà thì nát bét lò ma lực thì nổ tung nhưng cũng hay khi thời hiện đại 4.0 có pin năng lượng mặt trời xài tạm vì vùng đất này được tuyên bố chủ sở hữu của anh nhà mà anh thì kiến thức phổ thông còn méo biết thế nên bây giờ đang cong đít lên đi tìm thêm thông tin về nơi đây cậu tới kho lưu trữ thông tin để tìm kiếm nhưng không vào được con xúc động vật bên cạnh thông báo rằng khi nào căn cước của anh được cấp quyền công dân thì nó cho vô nên cũng khá bất ngờ khi thấy ở thời đại này vẫn còn sự tồn tại của tinh linh đang thấy phiền phức thì Regina xuất hiện phía sau chơi chọc anh nhà Cô nói rằng cô đi trả lại phần mềm hình ảnh thì lỡ thấy nhóc mà thôi. Còn cô cậu làm gì nơi đây mà lén lén lút thế? Leo nói rằng cậu cần tìm hiểu về văn tự cổ ở nơi cậu bị nhốt nên đã tới đây. Chém gió thành ha sa ghi 10 điểm về chỗ. Với đoạn nghị luận ngắn như vậy anh nhà nhanh chóng làm lai động Regina. Cô đến chỗ tinh linh kêu rằng chứng minh thư cô dùng được chứ thì cú kêu méo. Nhưng khi đôi mắt cả hai chạm vào nhau thì con cú thay đổi lời thoại, trực tiếp mở cổng cho hai người đi vào. Anh nhà chấm hỏi Regina là người điều khiển tinh linh à thì cô say no, chỉ là một chút mánh khóe chiêu trò nhỏ thôi bu em đừng nói với ai. Cô còn bo nút thêm nếu nó truyền ra ngoài thì tinh linh do nhà Philet sản xuất mang tiếng đấy. Cậu hỏi rằng tinh linh thực sự còn tồn tại không thì cô trả lời là có. Hiện tại nếu muốn tìm thì cứ đi vào mấy khu rừng cổ đại có khi có đó. Bỗng cả hai nhận được thông báo từ cục quản lý. Thì ra là thư mời tham dự tiệc ăn mừng tại chiến hạm Hyperion và người chủ trị tại yến tiệc này là tứ công chúa Alitilia Gaiozilise. Tên gì đâu mà dài vãi cả trưởng, anh nhà lúc này nhận thêm cuộc alo của Celia kêu đi ăn cơm. Anh từ chối rồi hẹn gặp mọi người ở bến cảng làm xong việc anh tới. Men kêu Gina có thể tới đó trước, nhưng cô đã kêu lười lắm không muốn đi đâu và rời đi ngay sau đó. Hiện tại ở góc xó xỉnh nào đó của thành phố, một cuộc gặp mặt giữa sư tử tộc, elf tộc, nhân lang tộc báo tộc, quỷ thần tộc tập hợp lại một chỗ bàn luận, tóm cái quần lại thì mấy khứa này chỉ muốn đứng dậy biểu tình. Trả lại tự do và thả những người anh em trước đó bị bắt ra, vì nghĩ nhân tộc có thánh kiếm nên mọi thứ đều rối loạn không như kế hoạch ban đầu bỗng phía sau một gốc cây một đáp ép xuất hiện nói rằng mình sẽ cùng tổ đội hợp tác vì cô cũng mang một mối thù giữa loài người nên hy vọng cho cô tham gia để chứng minh cô triệu hồi ra một thanh kiếm chĩa thẳng vào sư tử nguồn khói đen biến mất sư tử quay người bổ cây ngọt sớt cả đám đang thắc mắc sao á nhân lại có được thánh kiếm thì được trả lời rằng thưa mấy anh mấy chị đây là ma kiếm không phải thánh kiếm để kế hoạch thuận tiện hơn cô cũng sẽ ban cho những ngoài khác một cây thế là cả đám tự nhiên được người ra nạp vip free nhưng với điều kiện là trừ lại mấy khứa dùng được thánh kiếm trên tàu cho cô đem đi hiến tế, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu nên Leo đã đến để hội tụ với đội của mình. Anh nhà ghé qua một cửa tiệm trang sức mua một chiếc vòng được đặc chế từ eo, anh bất ngờ khi không thấy eo nào thì được chú nọ đáp. Ở đây mấy khứa đó có khu riêng nào là eo sư tử sói báo quỷ thần vâng vâng mây mây, lúc này dưới tiếng hò reo của con dân cô công chúa bước ra vẫy chào đáp lễ lại lòng thành. Cách đó không xa Regina đứng trên trục xây dựng quan sát công chúa rồi thở phào nhẹ nhõm, tổ đội 18 dưới lễ hội bây giờ cũng đã tập hợp đầy đủ. Leo liền đi tới lấy ra món đồ vừa mua tặng cho Celia, thế là cô hết giận ngược lại còn hạnh phúc khi cậu nhóc mình trăm giờ đã lớn, anh em lấy sách vở ra ghi vô học tập lẹ lên. Anh nhà vẫn còn thắc mắc rằng, bình thường Regina rất thích các bữa tiệc vậy sao lại không chịu tới, mọi người đều nói rằng ai cũng có bí mật mà nên không sao đâu đừng lo lắng. Đang cảm xúc thì có một khứa đến khịa Celia, cô nói rằng mình là chủ tịch ủy ban điều hành việc bận rộn phải nói không đến xỉa. Còn Celia chỉ ăn không ngồi rồi đi đây đi đó, Cuộc tranh cãi kết thúc khi Fine đứng ra ngăn cản, vì tôn trọng đàn chị của mình nên cả hai cũng thiết tha lướt qua nhau. Leo hỏi rằng con mắm nào vậy thì Celia đáp, tên đầy đủ Fenzit Edel hơn là cái của nữ kiếp trước của chị đó em. Ở góc khuất của chiến hạm, sư tử tộc đánh lén làm pha đúc bồ kin, lang nhân thì tranh thủ xỉa cái da mặt đắp lên để che đậy nhân dạng của mình. Mọi người tổ đội 18 lúc này cũng đã lên được du thuyền tham gia yến tiệc, men đang đọc lại bảng bút ký và cho rằng ai đó đang cố ý che đậy lịch sử kể cả ghi chép về sự xâm lăng của voi rồi nguồn cơn ma thuật tự nhiên biến mất cho dù không quan tâm tới thế giới này lắm nhưng anh vẫn thích cái đồ uốn đen tuyền này bất ngờ sa di xuất hiện dưới bộ trang phục hầu gái đến báo tin về con thuyền nguồn vận hành mọi thứ là kết tinh đá ma lực trang bị súng máy đại bác thì giống như trong thành phố còn có thêm cả những thứ có vẻ bay được trên bầu trời nói xong sa di định rời đi nhưng leo đã kêu anh có quả cho cô cứ tưởng là quá cáp cái gì ai ngờ là bánh cạp cái là hết không còn gì để chê sa di lùi xuống bóng đi mất còn lại anh nhà đang bơ vơ với khuôn mặt như quả táo nhìn về Celia. Cô và dám nhóc đến là để rủ cậu đi bơi, mà anh tính sủi với lý do là xác thịt không nổi được trên nước nên. Mà trốn sao được chị đẹp còn mang cả quần bơi tới thế này thì hết cứu. Trong lúc anh nhà tập bơi, mọi người liên tục nói những lời đàm tiếu qua loa linh tinh xấu hổ chết đi được. Còn về Regina thì cô chỉ ngồi ở phía xa xa ăn mì ngắm nhìn chiếc du thuyền, những thuộc hạ đi hộ tống công chúa bỗng bị xiên từ phía sau. Mọi người đi cùng ai nấy đều bị hạ, sử tử và báo lộ diện thân phận nhưng may công chúa đã thả tinh linh đi để cầu cứu trong sảnh chính bữa tiệc những á nhân khác cũng để lộ thân phận kiểm soát tình hình sử dụng thanh kiếm chống trả là điều bất khả thi khi chúng còn đang bắt giữ con tin lão già elf sau đó đã biến ra một quả bom táo chỉ cần khứa nào đó lỡ triệu hồi thánh kiếm thì nó sẽ nổ tung bây giờ dân thường và thánh kiếm sĩ bị chia làm hai khu mọi thứ đã bị lấy mất quả bom táo cũng được đặt ở giữa dân thường làm tăng thêm tâm lý nhân lúc hai bên còn tranh cãi anh nhà bảo rằng anh sẽ đảm bảo an toàn cho công chúa mọi chuyện ở đây mấy ní lo phụ đi nhé rồi dùng telegram à nhầm tele chi thuật biến mất còn về công chúa cô hiện đang bị khóa chặt và buộc phải điều khiển con thuyền tiến về đế đô theo bản đồ nếu cứ tiến về phía trước thì sẽ đụng phải bãi đá voi ngầm nữ đắc eo lên tiếng cứ thế mà đâm thẳng vào khỏi cần né đến đây ả à cũng lộ ra bộ mặt thật thật ra ả à muốn những kiếm thánh bị nhiễm trừ khí để làm vật tế phù hợp cho nữ thần anh sư tử tới đây muốn đứng lên chống lại tư bản nhưng không thành vừa rút ra cây hàng ma kiếm thì bị thiêu sống làm món sư tử thui Người anh em báo của sư tử thấy thế cũng quy phục đầu hàng vô điều kiện. Đấy anh em thân ai nấy lo thôi, chứ mong đợi gì? Về tình hình bên ngoài chiến hạm, nó đã khởi động di chuyển trước khi trời dạng sáng làm ai nấy đều bối rối. Con tinh linh bỗng xuất hiện trước mặt Zegina đưa thông tin. Cô vừa nhặt nó lên thì nghe thấy tiếng công chúa vang trong đầu nhờ sự hỗ trợ. Trước khi sợi dây thường bị đứt, Zegina kịp chạy ma ra thông nhảy lên con tàu thành công đột nhập chiến hạm. Anh nhà lúc này đang đi dạo thu thập thêm thông tin về lũ á nhân nhưng không may là cờ mờ giờ cả hai đã chạm mặt nhau khi tới ngã ba. Lúc này Regina rưng rưng nước mắt nói rằng em gái chị đang gặp nguy hiểm. và một đêm trời tối đen, một ngôi sao màu đỏ phản chiếu ánh sáng đỏ rực trên bầu trời, với cái tên Sở Calet, nó mang lại sự xui xẻo một điểm gỡ chẳng lành. Ngày nó xuất hiện trên bầu trời hoàng tộc không được sinh ra một đứa trẻ nào, mà đen cái là một đứa trẻ hạ sinh không lâu trong ngày. Theo luật đã định đó, đức vua tuyên bố tứ công chúa chẳng may qua đời, biết được điều đức vua làm công tước Zitalia kịch liệt phản đối, bậc làm cha mẹ trả ai muốn con mình chết, theo lời người đời đồn đoán đứa trẻ được nhận một thùng xốp và ba tất đất nằm sâu trong khu rừng lời đồn chỉ là lời đồn thật chất công tước Zitalia đưa đứa trẻ đó cho Escot, người con trai của mình chăm sóc nuôi dưỡng Ecot và phu nhân của mình vui vẻ đón mừng thành viên mới và coi hai đứa nhỏ như hai chị em ruột nào chứ không phải ruột thừa để che đậy sự thật cô nhóc quyết định thành người hầu trực thuộc cho tiểu thư của mình quyết định không giấu người nữa Zegina thẳng thắn cô tên thật là Zegina Gaiotilize ôi phim toàn những quả tên thần kỳ vãi trường ai nấy đều nghĩ cô là thành viên tiểu đội 18 thôi. Và mục đích cô đến đây góp vui cũng vì ngắm nhìn đứa em của mình, vì dòng máu hoàng tộc có sức mạnh điều khiển linh tinh. À nhầm tinh linh nên khi chạm vào con pet cô nghe được giọng công chúa liền lên con tàu này, Zegina nói rằng hoàng tộc sẽ thông qua tinh tinh Rian điều khiển cả con tàu. Nhưng bé này chạy tới chỗ chị mà con con tàu vẫn chạy được nên công chúa chắc pha này đi xa rồi. Leo kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, công chúa đã bị bắt cóc. Sảnh đại tiệc bị đem ra làm con tin, tất cả chuyện này đều do lũ bè phái á nhân lên kế hoạch để chiếm lại quyền kiểm soát con tàu cả hai nhờ em tinh linh chỉ đường chạy cho nhanh chứ không lại bị lạc thì chết dở về phía đại sảnh bữa tiệc sen bay phine nói rằng mình đã phân tích xong cách vận hành của trái táo celia bất ngờ khi thánh kiếm không sử dụng mà chị mình phân tích được mới oách xà lách thiệt chớ Fine cho celia bất ngờ part hai khi nói rằng mình đang sử dụng như bình thường thôi mà bé nhìn lên trên đèn thấy cái chi không do thấy chiến hạm thú vị nên chị lấy ra cho vận hành điều tra con tàu này rồi sen bay nói rằng tín hiệu cho cả đám bay màu là từ cây đũa phép đằng kia đương nhiên chỉ cần ngăn chặn hay làm gián đoạn được truyền thì game lại dễ với một thiên nhãn Fine chỉ có thể làm gián đoạn tín hiệu chỉ trong một giây mà thôi mọi chuyện còn lại nhờ vào celia thực hiện như là phá hủy nó trò này khó nhai khi thánh kiếm không thể sử dụng celia chỉ còn cách dùng máu của vam thực hiện kế hoạch cô với lấy cây xiên que gần đó đâm vào ngón tay xin tí máu hai người cứu công chúa đến phòng điều khiển thì bất ngờ ngoài con linh tinh nhân tạo đang nằm phơi thay ra đất nơi đây chả có bóng dáng khứa nào leo đưa ra ý kiến liên lạc với công chúa Nãy chị nghe được thông qua con pet kia nên bây giờ nói không thành vấn đề đâu nhỉ. Chị có dòng máu quý sơ tộc mà lo gì. Do dự sợ phải bại lộ thân phận nhưng vì người em gái của mình cô đành can đảm đồng ý thực hiện. Cô công chúa nhanh chóng bắt máy trả lời Alo Zegina. Tránh bị bại lộ cô đành xưng mình chỉ là một tinh linh sử tình cờ đi đường mà thôi. Công chúa nói rằng tình hình bây giờ rất cấp bách. Cô hiện đang bị bế bế lên cơ quan ăn bánh uống trà. Còn về con tàu đang điên cuồng hướng thẳng về bãi đá ngầm voi phía trước. Hãy ưu tiên cứu con tàu này. Để giành lại được quyền điều khiển cần đi xuống nơi sâu nhất con tàu quét mã quy giờ, Jegina trình bày lại sự việc diễn ra cho anh nhà. Cả hai quyết định chia ra hành động, anh sẽ đi cứu công chúa còn còn về truy cập quyền điều khiển chỉ có thể là Jegina mà thôi. Nói xong anh nhà nhảy xuống với nụ cười cùng câu thoại, cướp công chúa là việc của ma vương ta đây cơ mà. Lúc này ở đại sảnh, máu của Celia đang len lỏi tới gần elf chỉ còn chờ đợi thời cơ nữa là lụm. Fenjit bỗng gây sự thu hút sự chú ý con sói, ra bên này ăn vô tư quá lỡ làm rớt cái đĩa xuống sàn ra là cái dây trói cứ quấn lấy khó chịu quá cô cắt phăng nó đi cho tiện sói tính kiếm cớ gây chuyện thì à quỷ nhân nhắc nhìn bộ trang phục nó đang mặt của kiếm sĩ o gian kia ní tém tém lại chứ không chết bây giờ thấy đánh không được soi đổi mục tiêu qua phen tấn công nhưng chưa đầy ba dây lang nhân bị khống chế nằm một chỗ qua lão già eo muốn phát nổ quả táo thì Fine làm gián đoạn đứng im một giây với từng đó thời gian xe Lia tranh thủ dùng máu cắt bà nó cây đũa phép còn sa cu ra lao đến húc phát ngất luôn bé quỷ tộc bên anh sói không khá khẩm là bao khi bị thánh kiếm Fenris triệu hồi đồng loại cắn ngược, xử lý vụ con tin hoàn thành Celia gọi điện cho Leo nhưng đường truyền không thể kết nối. Tình hình bên ngoài con tàu hiện đang trong bãi đá ngầm voi, một số con đã nhảy đành đạch lên thuyền điên cuồng phá nát cửa kính. Đen ủi cho quái vật là đụng phải mấy thực tập sinh top đầu học viện, với vài đường quyền dễ dàng đẩy lùi bảo vệ an toàn cho mọi người trên tàu. Bỗng tiếng nói của Leo phát ra từ chiếc móc khóa con mèo anh tặng, anh nhà phổ cập lại tình hình và kêu cô hãy tới bảo kê Regina chuyện mọi người ở đại sảnh không cần lo do anh đã có sắp xếp, Leo lúc này cũng đuổi kịp theo sau mấy khứ kia. Theo lời kể thì cô công chúa không lên đồn mà là chuẩn bị bị bán qua nước ngoài, Regina bên đây đang bị bao vây nhưng nhờ Celia theo lời anh nhà kịp thời đến ứng cứu. Tại sảnh chính dường như mọi người phòng thủ rất tốt, nhưng bỗng một cánh cổng hư vô xuất hiện giữa căn phòng. Xuất hiện từ đó là một con voi biến dị có tên kẻ ăn não, hiểu được tình hình hiện tại. Sakuza nói rằng hai sen bay hãy vào trong bảo vệ dân thường, khi xác định mọi người phía sau an toàn Saku ra kích hoạt tuyệt kỹ. Ma kiếm ra mi cơm Kazia nhầm Chidoji, một luồng sức mạnh hắc ám bao lấy cô tự tin gáy to đến đây đi bố mày cân tất. Bên Celia cả hai thành công và được buồng điều khiển, nhập mã với cái Passer Kalet. Ngôi sao điểm gỡ mà công chúa luôn căm hận nhưng không được phép quên, Zegina thầm cảm ơn cô em gái nhỏ đã tức giận vì mình và nhanh chóng lấy lại quyền điều khiển. Con tàu được cô hiệu chỉnh hải quay xe bốc đầu 180 độ về mạng phải nhanh chóng quay về, phía Leo Onit lúc này con báo đốm đúng nghĩa hết công năng bị đem ra xé xác công chúa nhận ra lộ trình tàu đã thay đổi liền vui mừng nở ra nụ cười hạnh phúc mụ đắc eo tính cao chạy xa bay nhưng không thành bị leo dùng bóng lôi xuống trong lúc hai cô chị cùng dân thường bị bao vây một cái bóng lướt qua sắt thịt voi một cách ngọt sớt được biết đây là sự sắp xếp của leo onit saku ra bên này cũng thành công hạ được kẻ ăn não mụ đắc eo bây giờ đi xuống trao đổi võ mùng với anh nhà hô cao danh tính anh nhà xưng mình là ma vương rồi bị con eo khinh ra mặt Ả dùng ma pháp kích hoạt quả cầu lửa mà anh nhà vẩy tay xong còn cái nịt leonid trói mụ lại nhằm hỏi mục đích ả nhắm đến là gì vừa nói được hai chữ nữ thần đắc eo bị xiên que bởi một thanh kiếm leo bất ngờ sao thanh ma tiêm kiếm so ra ta ma re kít lại ở đây một thanh kiếm có thể tiêu diệt ma vương mà giờ lại bị hư không nuốt chừng dù biến thành một voi lót nhưng nó vẫn còn đặt tính phản ma thuật trước đây voi sử dụng dịch chuyển không gian đánh lén men nhưng không thành Zegina bên trong soi cam thấy tình thế bất lợi liền sử dụng chiến hạm tấn công voi gắt linh lên nòng là chúng sinh bình đẳng lũ voi tom tép bị quét sạch trong một phút 30 giây giây hồ bơi trước sảnh dần bị rút nước hiện lên bãi tên lửa hỗ trợ tấn công quả tên lửa bất ngờ vỡ nát Celia từ trong chui ra ngoài ôm lấy anh nhà tiếp tục câu nói quen thuộc chị câu thời gian cho em nhé nạp các lần hai leo rút thanh kiếm đen leo vận nội công chém hẳn một đường dứt điểm quái vật sau sự kiện xảy ra mọi người được tứ công chúa kêu gọi cô muốn khen thưởng cho những thanh kiếm góp mặt lần này trong đó bao gồm nhóc dùng trượng và tinh linh sứ đều bận việc nên không thể tới người tinh linh sử gửi lời chúc đến công chúa rằng mong người bình an và hạnh phúc mà sự thật phủ phàng bên chúng ta thì bị căng cơ nằm liệt giường Zegina thì ở nhà để chăm sóc cho ông tướng thích thể hiện này đây cô đặt nụ hôn lên má anh nhà rồi cảm ơn những chuyện anh làm cho cô ngày hôm sau đông loại cũ bè phái á nhân phản động đang bị truy đổi giáo giết tưởng không ngu ai ngờ ngu không tưởng lũ á nhân tự mình chui xuống cống ngầm để rồi bị bao vây cứ tưởng là xuân này con không về thì một giọng nói vọng đến phe nhân loại lửa gần rơm lâu ngày cũng miễn phí tụi bay cứ hở tí là lôi thánh kiếm ra dọa nạt một ma pháp được kích hoạt ma nhãn vừa dai tất cả những binh lính bây giờ chỉ còn là tượng đá đứng im bất động từ trong bóng tối một dáng người với chiếc mặt nạ lâu la xuất hiện chỉ với câu nói đã làm cho những á nhân phải cúi đầu cung phụng kẻ đó nói rằng tụi bay chọn nhầm nền văn mình rồi nên tao cho tụi bay chọn lại đến đây kêu chọn còn nền văn minh nào ngoài thằng khứa xương lâu kia thế nên lũ á nhân chấp nhận trở thành tay sai với của hắn cái tên được ban cho là lang ma chúng đang tạo đường hầm thể hiện avatar ngầu lòi thì một cuộc điện thoại gọi đến khứa lâu la, "Leo ơi em đang ở đâu vậy về nhà ăn cơm gà rồi khứa mặt nạ cúc máy." Vâng anh nhà quay lưng rời đi để lại đường hầm, cùng mấy khứa ở đó với gương mặt đang ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì xảy ra. Leo nói rằng các sinh vật sống về đêm bu bám gàn vam bay, nên giờ xung quanh nhà Celia toàn là quạ với quạ. Cô qua phòng anh nhà tính gọi anh dậy thì thấy Saji, tưởng nhìn nhầm Celia giơ tay lên dụi mắt mở ra thì không thấy bố con thằng nào nữa. Cô quyết định đi tắm rồi đi tìm đứa em báo thủ kia sau. Lúc này Leo cũng vừa trở về, anh nhà nhanh chóng đi tìm mẹ trẻ rồi thấy mẹ đang thay đổi. Trong cái rủi có cái xui Regina đi qua thấy cảnh tượng trước mắt rồi xin lỗi đã làm phiền. Ba người ngồi lại ăn sáng rồi kể những câu chuyện rùng rợn, nào là căn nhà này bị mà ám. Có con chó đen khổng lồ thoát ẩn thoát hiện, rồi còn cả một em hầu gái tóc ngắn đang dọn phòng cho Leo nữa. Nói tới đây anh nhà nghe cũng hú hồn chim é nhanh chóng phủ định. Celia thắc mắc sáng sao không thấy Leo thì anh kêu anh đi tập luyện, vì sự chăm sóc của cô nên anh muốn trận giả chiến với đội Fenris hôm nay giành thắng lợi. Trận chiến bắt đầu, Celia dễ dàng chém đứt lá cờ phụ đầu tiên của đội đối thủ. Trên kháng đài số lượng khán giả cũng khá là đông có thêm mấy ông bà chỉ huy nữa, Fine đảm nhận vai trò bảo vệ và trinh sát. Regina thì làm sát thủ bán tỉa, bộ đôi phòng thủ rất ăn ý khiến cho phe địch khó mà tiếp cận được lá cờ phụ của team. Sakuza hiện giờ đang làm kiếm sĩ tấn công chủ đạo, kế hoạch được lên bảng là đội trưởng đi giải quyết những cờ phụ nhằm đánh lạc hướng nhưng nếu đánh lạc hướng thất bại thì cả team thiệt hại cũng khá là khoai bên phía leo celia đã bị con chó xin nhẹ cái bắp đùi rồi khuỵu xuống fenzit đi từ trong bụi cỏ ra say hello với cả nhà thân yêu của mình celia chấm hỏi sao một đội trưởng mà bỏ cờ chính đi lung tung ben được hay vậy thì fenzit trả lời quân tử báo thù 10 năm rất muộn nên giờ cô ở đây giải quyết tư thủ cá nhân cô bo nốt thêm rằng cô nhóc kiếm sĩ kia không đến được trụ chính vì giờ nhóc đó vẫn còn đang mải mê chạy vòng vòng chém sói rồi còn về Fine với cô hầu gái kia Fenzit đã cử hai tiên phong đến vui vẻ giao lưu. Nghe xong anh nhà khá bất ngờ, vì trước kia cứ tưởng con mắm này rớt não rồi chứ ai ngờ cũng thông minh dữ. Quay lại solo Fenzit hóa hình dạng sói thành hai găng tay băng lao vào Celia, còn về cậu nhóc nhờ cô gái theo cùng xử lý. Trận chiến của Leo khá dễ khi chỉ cần dùng bóng đã đánh ngất được đối phương, ngược lại bên Celia khá nhọc khi đối phó với thánh kiếm khó chịu của Fenzit. Cô đánh dồn Celia vào tường và triệu hồi sói ghim cô trên cây, ca nào khó để hào qua nhân vật chính lo với mong muốn tiến xa hơn mạnh mẽ hơn Celia thức tỉnh thánh phá vỡ lớp băng, dồn toàn bộ sức mạnh cuối cùng cô nhảy đến phá vỡ găng tay đánh ngất đối phương giành thắng lợi. Ba vị chỉ huy trên kháng đài nói rằng dù mạnh nhưng chúng vẫn còn rất non nớt, có điều sự non nớt đó có lẽ lại là điểm hấp dẫn mọi người. Kết thúc trận chiến cả nhóm quay về ký túc xá tắm chung với nhau, khung cảnh thiên đường trước mắt nhưng anh nhà chỉ có thể co mình ngồi một góc. Thật tội nghiệp khi mỡ dâng tới miệng vẫn không làm gì được, sau tất cả đội 18 quyết tâm phải trở nên tiến bộ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tại nơi nào đó trong hang động có lẽ là hang của MU, tên voi chúa kết đang hiến tế những thanh ma kiếm bị tha hóa. Hắn nói rằng đã chuẩn bị thức tỉnh rồi đấy hỡi nữ thần tiên tri, lúc này trên bầu trời một ký hiệu thân quen xuất hiện nó sẽ toạt hư không bắt đầu tiến ra ngoài. Trời đã tối tiểu đội 18 được triệu tập đến sảnh chính để thông báo tin, hôm nay vào lúc 4 giờ đài quan sát phía bắc cách đây 1000 km đã gửi về một đoạn video full HD về một hòn đảo, được biết hòn đảo đó là đô thị chiến thuật thứ ba thứ đã biến mất vào 6 năm về trước cũng là nơi mà Zegina và Celia từng sinh sống. Hiện nó đang bốc đầu đá số hướng thẳng đến đây dự kiến trong 7 ngày nữa. Có một điểm bất thường hơn đó là đã có hai lần tín hiệu cầu cứu phát ra. Nhiệm vụ lần này tổ đội 18 thực hiện là làm rõ nguyên nhân phát tín hiệu và tìm kiếm người sống. Dạng sáng, trước khi mọi người xuất phát, Leo triệu hồi Bracket và Saji kể lại những gì anh nhìn thấy. Anh sẽ đi điều tra ấn ký của giáo đoàn thánh thần cách đây khá xa. Saji sẽ đi theo anh còn Bracket ở lại bảo vệ trong coi đất nước này. Bắt đầu khởi hành, mọi người hoàn tất việc chuẩn bị nên có thể nằm chợp mắt nghỉ ngơi anh nhà bị hai phú bà giành giật muốn leo gác đùi mình mà ngủ nhưng vì celia không đem theo bộ ngoái tai siêu cấp bờ dầu vip thế nên zegina xí lụng nắm cái đầu leo ngoái lỗ tai cho anh sự thoải mái làm nên nhớ lại những tháng năm làm ma vương nữ thần phản nghịch rosalia thắc mắc sao anh cứ lau chùi nó kỹ thế thì anh trả lời thân là ma vương và là chồng cô nên phải sống sao cho sạch sẽ tí chứ rosalie nghiêm túc nói rằng cô sẽ biến mất sẽ chuyển sinh tới tương lai vào một nghìn năm sau liệu lúc đó hình dáng ta có thay đổi ngươi sẽ tìm ta chứ xin vợ là bản tính anh nhà thẳng thắng dù có phải bới hết thế gian này lên anh vẫn sẽ tìm thấy cô giấc ngủ ngon khép lại anh nhà mở mắt thấy được Regina đã đổi chỗ cho Celia lúc này máy bay cũng hạ cánh thành công tới hòn đảo cả nhóm quyết định chia ra hai nhóm nhỏ Celia sẽ đi cùng với Leo Sakuza Fine và Regina chung một nhóm sợ rằng không có anh bên cạnh nhóm kia chắc đi bắn muối thì lại chết dở anh nhà ra lệnh cho Saji đi theo bảo vệ an toàn cho nhóm Fine đi được một đoạn ký ức Celia tràn về, nào là tiệm bánh cô được cha dắt đi, rồi là siêu thị cực kỳ lớn có bán đầy đủ mọi thứ. Bất ngờ thang đo ma lực báo động đỏ, một sinh vật bí ẩn trong làn khói xương bắt đầu tiến tới. Trong thành phố đô thị chiến thuật thứ ba, trên khu phố vắng không còn gì vắng hơn, một cơn lốc phiên bản mini hiện ra chốc lát rồi biến mất. Một bé eo với thanh trên tay xuất hiện, qua câu nói đây là thế giới sau 1000 năm thì mạnh dạng tuyên bố bé eo này cũng nghìn tuổi rồi anh em ạ. À. Thân thể trần trùng mát mẻ không quen cô đành vào một cửa tiệm lút tí đầu mặt, lên sân thượng kiểm tra tình hình cô bột miệng nói rằng việc cô gửi đến thời gian này tức đây là nơi nữ thần sẽ tái sinh từ phía xa xa trong tiềm thức bé eo chấm hỏi rồng thời đại này nhìn lại nhỉ bỗng một tiếng nói từ sau vang đến phương tiện có tên trực thăng đó được con người chế tạo đó ní qua lời anh bạch tạng thì thực chất bé eo này là anh hùng có tên ơ leo để cho công bằng và tôn trọng anh bạch tạng cũng giới thiệu Nepha kết là tên của anh theo lời đối thoại hai nhí cho hay anh bạch tạng là người bảo vệ vật chứa nữ thần còn bé kia sẽ là người ngăn chặn sự hồi sinh này bằng mọi giá con người có thể dành thời gian xử sau nhưng với dũng sĩ diệt tận gốc dễ không trừ lại mảnh vãi à nhầm không chừa lại bất cứ hạt bụi nào thế là thêm một con thiên sứ nhân tạo bạ trà bứ xuất hiện trong trận chiến phía celia cô bị con thiên sứ bắn tùm lùm lỡ dính cây đèn chặn dò mình lại vào lúc nó tính bo nớt thêm cái nữa thì leo đã dùng bóng đẩy cô xuống hầm phá không được cái này thì mình phá cái khác thế là thiên sứ nhân tạo bắn bay màu thiên nhãn của fine chớp thời cơ phản công dù bắn viên cầu lửa dằn mặt nhưng Hứa Thiên Sứ dùng bảo hộ thánh ngăn chặn những ma pháp cấp thấp nên méo có xây sức gì. Tình hình bên nhóm Zegina, Fine cảm nhận được thiên nhãn của mình bị bay màu hốt hoảng kêu mọi người về viện trợ. Vừa sách quần chạy vừa đánh anh nhà chơi hẳn những ma pháp cấp cao, đầu tiên là ép nát làm cho khứa Thiên Sứ đứng hình mất 5 giây. Skill thứ hai là quả cầu lửa để thiêu đốt cái cánh cho nó lết bộ khỏi bay chi cho mệt, cuối cùng bên chơi hẳn xét đánh thẳng đầu và end game. Xong trận chiến quay trở về với Celia, cô muốn đứng dậy với mong muốn phụ gì đó cho Leo mà vết thương nặng dù cho vam bay đi nữa cũng phải mất kha khá thời gian để hồi phục, bỗng đằng sau hai người xuất hiện năm hình bóng con người, cứ tưởng voi xuất hiện nhưng bộ cảm biến ma lực vẫn đen sì, Celia sau đó nhận ra huy hiệu nhà công tước, đó cũng là những người hầu thân cận của cha cô trước đây, theo Leo giải thích, thứ xuất hiện trước mặt có tên vong linh, họ chứa đựng nhiều điều nuối tiếc lớn tại nơi diễn ra cuộc chiến, lúc anh là ma vương thì thấy khá nhiều nhưng đây là lần đầu anh tại thời đại này, những cận thần nói rằng chính họ đã phát thông báo cầu cứu với mục đích cảnh báo cho mọi người biết về sự nguy hiểm giống như 6 năm trước. Và một voi lo mới đã xuất hiện tại đây, một cuộc tấn công ồ ạt vào xe ven Âu so gia đình có thể sẽ tái diễn một lần nữa. Dù không phải vô lý nhưng Leo không tin hoàn toàn, mê nghĩ lúc Azakel voi lo xuất hiện điều đó không xảy ra vậy tại sao giờ lại. Khi hay tin voi lo mới đã xâm nhập vào lò ma lực Celia khẩn trương điều tra, mà với cái chân như kia thì cũng bó tay chấm nước tương. Cả đám quyết định quay về nghỉ ngơi chốc lát, một chiếc xe không người lái xuất hiện trước cửa tầng hầm, Leo nói rằng vong linh là hình thái ma lực chui ra khỏi cơ thể. Vậy nên nếu phương tiện là ma cụ thì mấy ma này lái vẫn tốt chán, chê mấy anh này lái như rùa bò anh nhà quyết định triệu hồi hai con ngựa xương. Thấy Celia vui mừng khen lấy khen để con ngựa anh nhà tự hào ra mặt, mấy con ngựa anh đua dưới địa phủ sao không nhanh cho được. Về phía nhóm Zegina, cả ba đụng mặt dũng sĩ tại con đường và nhanh chóng rút kiếm giao lưu, với những đường quyền ảo ma Malaysia Uchiha cười ha ha ha, thì hai khứa Saku ra với dũng sĩ gần như ngang kèo. Sakuza đã dừng tay bỏ kiếm khi biết được dũng sĩ đang bị trọng thương không dùng hết thực lực. Tên voi lo lúc này đang nhìn về một thứ gì đó, trong nó giống thiên sứ nhân tạo rồi miệng nở một nụ cười nham hiểm. Trên chiếc xe không người lái, Celia mất nhiều ma lực để trị thương nên giờ muốn xin tí tiết canh. Tưởng cắn tay thôi ai dè anh nhà bị cô đè xuống dở cho đồi bại, cứ thế men bị chị nhà hút lấy hút để muốn thành sắc khô di động. Nhờ dấu ấn nô lệ kèm với tiếng nói của Fine qua chiếc khuyên tai, Celia tạm thời chấn tĩnh rồi báo cáo lại những chuyện xảy ra. Nhóm ba người cũng nói rằng đã cứu được một dân lưu lạc và hẹn gặp nhau tại xe trô gia đình. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Chị nhà lại muốn bú thêm tí huyết cho đỡ nghiện mà bị anh nhà cản. Anh muốn đưa cho cô những thứ cần thiết có thể cần cho sau này. Một chiếc váy đỏ cao cấp dành cho quyến tộc đắc lực nhất. Là một trang bị cấp cao giúp Bai Kinh cường hóa cơ thể tỷ lệ thuận với ma lực sở hữu. Anh nhà đưa nó vào người Celia nói rằng chỉ cần tưởng tượng nó sẽ xuất hiện. Cái thứ hai là ba cái dây đeo xương khô nhỉ khá cute hột me. Dù không biết nó có tác dụng gì nhưng chị nhà vẫn vui vẻ nhận món quà. Bên trong thành phố, lúc này mọi người đã trị thương xong cho dũng sĩ, Fine khá bất ngờ khi gánh cái của nợ đó mà đánh ngang cơ với đứa em mình mới hay. Saku ra đem tới một bồ đồ như cái cũ và giới thiệu tên mình cho leo vì tưởng cả nhóm với tên Bạch Tạng lúc đầu là đồng bọn nên cô vội vã tấn công. Fine đã điều tra thông tin nhưng không thấy cô trong dữ liệu đảo ba này, đang hỏi thì bị dũng sĩ hỏi ngược. Mấy ní là ai ở đây làm cái chi thì Fine đáp, tới để kiếm mấy khứa như nhóc và cứu vớt thành phố này, bị hỏi ngược cái nữa dũng sĩ tính chuồn nhưng cái đói nghèo không cho phép. Sakuza đã chia sẻ phần bánh Monaka mời bé eo ăn chung cho vui nhà vui cửa, Saji lên giọng nói phân tích về dũng sĩ, leo Kilosio, đệ tử cuối cùng của lục anh hùng, thanh kiếm Sada rút, người ám sát vô số tướng quân của ma vương và xâm nhập Death Hole ba lần. Saji nói khứa này đến được đây cũng phiền thiệt chớ, lúc này thiên sứ nhân tạo đến báo tin cho anh bạch tạng. Có vẻ hai khứa kia hẹo rồi và nguyên nhân không do anh hùng hay thánh kiếm càng không thể là con người. Nghĩ thôi cũng nhức nhức cái đầu, Thế là voi chúa quyết định đi dọn rác cho lẹ đỡ phải nghĩ nhiều. Lúc này nhóm leo cũng đến được với căn nhà cũ, một nơi tồi tàn hoang vắng nhưng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Bước vào nhà men đặt đít xì cái ghế dựa, nó làm anh nhớ đến cái ghế ma vương năm xưa. Rảnh rỗi sinh nông nỗi men chứng nào tật đó lấy xương ra chùi. Celia hì đi lên căn phòng sách của cha hồi xưa. Cũ kỹ tồi tàn là từ ngữ đúng với hiện tại. Các vong linh thân cận của cha cô thấy vậy lập lên một mảng ký ức, nơi khi xưa cô cùng cha trên chiếc ghế kể về những chuyện hay ho. Câu chuyện kể rằng vào một ngày tăm tối, Ma vương xuất hiện gây đến sự tuyệt vọng đến con người, những thần linh căm ghét điều đó và ban cho con người sức mạnh chống đối ma vương. Họ cuối cùng đã thành công tiêu diệt ma vương đem lại hòa bình, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Celia muốn nghe kể tiếp vì đang cuốn. Bỗng một tiếng nói vang lên, Voi Lo xuất hiện trước mặt mọi người, hắn tức giận khi nghe Celia nói mình là con người nên quyết định đem cho đi hỏa thiêu. Cận kề sinh tử chị nhà quyết định chơi trò gợi nhớ ký ức, khi đó cô muốn đi chung với cha mẹ mình dọn dẹp cuộc ổ ạt của Voi Cha cô nhẹ nhàng phản đối khi cô còn quá nhỏ để thực hiện điều này, nhớ lại chuyện ma vương cha cô kể tiếp. Dù ma vương là kẻ xấu xa tàn bạo, nhưng cuối cùng hắn sẽ xuất hiện và đánh bại voi mang lại hòa bình thật sự cho con người. Lúc này Celia thoát khỏi cơn mơ màng nhìn thấy ba bộ xương đang đứng trước ngọn lửa, Nafa kết lấy làm bất ngờ khi chứng kiến ân xuất hiện. Tính đưa cả đám gặp Diêm Vương nhưng anh nhà xuất hiện kịp thời nói có cái nịt, anh nhà sẵn đây giới thiệu ba bộ xương kia. Họ là những cái dây đeo anh đưa cô giữ bên mình, băng ngục kiếm sĩ Amizat, địa ngục chiến binh đo lò và minh giới pháp thuật sĩ Nefisa giới thiệu xong cả ba vứt bỏ tôn nghiêm ban đầu tấu hề giành giật quyền bảo vệ chị nhà. Thoát ra từ cho tàn leo kinh ngạc khi nhìn thấy Na pha kết, chưa kịp định hình voi lo tấn công hỏa cầu bị nhưng vẫn bị leo áp đảo. Hắn bất ngờ vì ma pháp băng đó có thể đẩy lùi lửa của mình dù gì hai hệ đó tương khắc nhau mà, một trận động đất bao trùm lấy toàn thị trấn, với nụ cười đầy gian xảo voi lo cho hay rằng, dâng hiến vật tế cho thánh nữ Tiolet -E thành công và thánh nữ sẽ là vật chứa cho nữ thần vĩ đại, nói xong câu đấy anh bạch tạng sủi đi không lời biệt ly. Anh nhà chìm vào suy nghĩ, anh từng thấy hắn vào nghìn năm trước thân tín của dị giới ma thần Azusa, không ít lần hắn xuất hiện trong cuộc hội họp đàm bát ma vương. Liệu nữ thần hắn nói là Joselia, một cuộc dung chấn với biểu tượng giáo đoàn thánh thần cắt ngang suy nghĩ mên. Từ trong tòa thị chính đổ nát, một voi lo bự vãi cả linh hồn xuất hiện, đó cũng là con voi mà các vong linh đề cập đến trước đó. Khúc ca Mỹ ca của giáo đoàn thánh thần bỗng vang lên, hình ảnh của lục anh hùng ngàn năm trước, thánh nữ ti Zetia đã bị sa ngã bằng chứng cho việc đồ ngon chẳng dùng được lâu đành thôi ước mộng làm giàu dở dang cả đám lục anh hùng cắn đá đã xong giờ thành nghiện tập thể hết cứu lúc này nhóm Zegina thấy được tấn công ồ ạt liền nghĩ cách vừa đánh vừa lui một viên thiên nhãn của Fine tiến tới máy bay khởi động hệ thống một tin báo khuyến nghị sơ tán người dân và SOS được gửi đi nhằm đợi viện quân Celia cùng đồng bọn bên kia chiến tuyến vẫn chiến đấu rất hàng say nhưng có điều phiền não là những con thiên sứ cứ như bất tử khi cứ hồi phục liên tục nhóm của regina trường hợp cũng tương tự khi chém với nã đại bác chẳng chết bố con thằng nào leo và fine đều nói rằng chỉ cần đánh hết sót nó niệm là chắc nên nói rằng dù là trước hay bây giờ thì sức mạnh của ả à đều nan á nhau thiên nhãn của fine lúc này đã tìm thấy mấy chiếc xe để di chuyển cả nhóm bắt đầu di chuyển với fine dẫn đầu sửa chữa còn hai đứa em bảo kê thấy mọi chuyện càng đánh càng phiền phức leo quyết định dùng đòn kết liễu một ma pháp hệ ánh sáng bậc 10 được thi triển nó nuốt thành nữ vào trong và bắt đầu đốt cháy mọi thứ đương nhiên mụ kia chết hết phim lấy gì coi vậy là ả à vẫn bình yên hồi phục không lấy một vết xước thành ca một lần nữa vang lên hàng chục vòng ma pháp xuất hiện tỏa ra trên bầu trời ma pháp phá hủy diện rộng bậc 11. mọi thứ xung quanh chìm trong biển lửa bao gồm lẫn thiên sứ đồng mình còn về phi cô và đồng bọn đang cố sửa chữa chiếc mô tô nâng cấp mã lực độ bô các thứ với khiên bốn lớp khiên chắn tất nhiên chị nhà cùng men an toàn chưa chết với câu nói nghe đến thuộc luôn lời chị ra bảo kê em tí cào thẻ nạp các 20.000 tăng sức mạnh rồi em ra sử nó bốn người một mực bảo vệ cho chúa tể của mình Celia dùng thánh kiếm và sức mạnh vam bay, ba anh Xuân khô làm những điều trong lĩnh vực bản thân giỏi nhất, sau hồi cào thẻ men bay lên đọc câu thần chú như mọi khi. Hỡi anh hùng được ca tụng nay bị ô uế, với ma kiếm trên tay bán ngươi một vé gặp ông bà, một điều sụp dai ma đờ xảy ra. Thanh kiếm cộng hưởng với giọng nói bên trong ti không thể tin điều đó mê nhất quyết chảm kiếm nhưng dường như không có sát thương nào. Ngược lại voi lo sử dụng thánh tiễn bắn tùng lum nơi, đồng minh dính ngủng củ tỏi không đếm xuể, phe chính đa phần diện thì đều né được hết trừ mên. Nghe có chán không cơ chứ mà còn dính ngay tim mới chịu cơ, Voi Lo tiếp tục dùng ma pháp diện rộng với mục tiêu diệt gọn một ổ, mà diệt thêm méo nào đây. Chị nhà xả hết 100% công suất triệu hồi trang bị dáng một đòn chí mạng, nó mạnh đến nỗi gây sát thương làm Voi Lo gục xuống. Celia đến bên cạnh Men, anh nhà lúc này đang chìm trong ký ức, một ký ức khi Celia mất đi. Dù là tung góc bể thế giới anh vẫn sẽ tìm cô, dù trong bất cứ hình dáng nào anh cũng sẽ nhận ra cô, đó là lời hứa tuyệt đối với một ma vương tỉnh dậy mơ màng anh nhà gượng sức khuyên celia rời khỏi đây vì tại anh mà cô thành quyến tộc chỉ cần riêng cô nhóc này có thể chạy thoát là được một lần nữa anh chìm trong ký ức nữ thần phản nghịch muốn leo Onis giết mình nếu cô biến thành một thứ gì khác bất kể là mong muốn của cô leo Onis nhất quyết không thay đổi ý kiến với khứa não nói không chịu thông dô celia đành phong ấn ký ức anh nhà vào một khoảnh khắc nào đó nơi mà ta cùng nhau ký ức sẽ quay về bên phút chốc tỉnh nắm tay celia rồi tỉnh dậy nhận ra tìm ra chân thân của jose là sứ mệnh ma kiếm là thứ dẫn đường cho điều đó. Nếu đó là thật ma kiếm không bao giờ phải run sợ trước Roselia hàng thật, voi lo đang dần hồi phục trạng thái ban đầu. Tiếp tục trận chiến gian giờ anh nhà cảm ơn Celia đã truyền máu cho mình, anh nhà nghi vấn có phải nhiều lần uống máu mình cho nên, khi giờ truyền lại vô tình phải phóng ký ức chăng. Có trời mới biết thực tế hơn là chỉ tác giả mới biết, cậu xin Celia tấm vải để hồi phục chiếc áo bị rách, dù chẳng biết nó có giúp ích gì không chắc cho đỡ lạnh. Lần cuối cùng anh nhà đánh cược vào chỗ ma lực ít ỏi còn lại, đang tính cáp kèo nên không ăn được cái nghe giọng của vong linh. Với năng lực của Leo, anh có thể biến linh hồn thành sức mạnh của mình, những vong linh chưa được siêu thoát do nỗi uất hận vẫn ở đây. Họ muốn cùng men tiêu diệt được thứ đã tàn phá quê nhà của mình, thì ra do Tierless sử dụng năng lực hồi sinh nên mới dẫn đến chuyện các kỵ sĩ đoàn có được linh thể. Và vào lúc nó thức tỉnh hồi sinh ảnh hưởng càng lớn dần, điều đó làm cho người dân thành phố hóa thành linh hồn chạy long nhong khắp nơi. Với tình thế hiện giờ men đành đồng ý các ý kiến binh sĩ, anh nhà tạo ra một ma pháp cầu như hố đen hút những linh hồn vào trong. Còn về đội kỵ binh nhà Celia, anh nhà quyết định cho họ nhập vào bộ xương tinh nhuệ toàn quyền do Celia quyết định. Vì việc hấp thụ là quá lâu nên anh cần việc mọi người hỗ trợ ngăn cản giúp mình. Celia phân máu mình ra thành những cây phóng lợn limited. Cuộc hỗn chiến bây giờ thực sự mới bắt đầu. Về tình hình nhóm Zegina, mọi người thành công khởi động lại hai con phân khối lớn hai chỗ phiên bản 4.0. leo bỗng xuất hiện và muốn theo cùng. Ai nấy đều cho rằng bị thương nên ở nhà cho lành thì bị cô dằn mặt. Chỉ với một chém không quay đầu ngầu lòi lạnh lùng gơn là tiễn em thiên sứ về đất mẹ. Cô nói rằng chỉ mình cô có thể tiêu diệt được cái thứ siêu to khổng lồ đó, vì thanh ma kiếm diệt ma vương vốn sinh ra để thực hiện những pha highlight như gánh tim này. Thấy được quyết tâm mãnh liệt đồng cảm cùng là kiếm sĩ, Saku ra thuyết phục Fine hãy cho leo đi cùng và nếu có chuyện gì thì mạnh ai nấy sống, a à, nhâm nhầm bảo vệ đùng bọc lẫn nhau cùng sống. Bây giờ đoàn quân Celia bắt đầu tấn công dọn đường, ba vệ sĩ thân cận Leo làm việc cũng rất có năng suất. Khi chỉ dựa vào cả ba lượng lớn thiên sứ bốc hơi một cách dễ dàng, phía phi hiện tại đang chật vật đối đầu với thiên sứ vừa phải lái xe đến viện trợ nhìn thấy sự nỗ lực kiên định cố gắng vượt qua của celia ba anh xương khô lấy lại ý chí hừng hực muốn chiến đấu đến chết mặc dù giờ họ cũng đi bán muối còn mỗi bộ xương trường tồn quả cầu tích chữ bây giờ được kha khá nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều nên tiếp tục dặn cơ đít hít cơ mông cố thu thập tinh hoa đất trời và lẽ hiển nhiên phản diện không bao giờ đứng im đợi ảnh thờ chính mình đập vào mặt cả voi lo lập tức phát động ma thuật diện rộng đợt hai thành công bóp trái tim mình bay một số lượng lớn thiên sứ còn tim bạn đương nhiên không lấy một vết xước và quả cầu anh nhà sắp hoàn thành. Bên Phine gần tới nơi thì đụng độ phải con thiên sứ thân cận của Na Pha Kết để lại làm quà lưu niệm. Vẫn như mọi khi, cái gì khó để hầu gái Sa Di Lo với một đòn roi cơ bản của cơ bản thiên sứ nhân tạo đập đầu vào tường bốc hơi nhanh gọn. Bên anh nhà mọi thứ hiện tại vẫn suôn sẻ, còn tương lai phía sau thì thoát con tim ra ngoài. Đã chơi ma thuật bậc 11 lần 3 rồi thì chớ. Lần này búp hẳn quả giáp thánh hộ thượng cấp làm mên hú hồn con trồn. Đến cùng chỉ còn bước liều ăn nhiều không liều ăn ít không ăn thì nhị bất ngờ ập đến thần tài gõ cửa chuẩn bị đón mừng năm mới nhóm Zegina chuẩn bị ra đá số bốc đầu yểm trợ cho leo sakuza Zegina cùng với ơ leo chiếc xe vừa tăng tốc bay ngang giữa bầu trời ba chiêu thức kết hợp làm lớp giáp thánh hộ biến mất lúc cần thiết pha xúc bọt đi vào lịch sử nhân loại là đây chứ còn đâu nữa cơ hội gặt hái bỏ qua lời nói josalia bên trong voi lo anh nhà chọn tin vào thanh ma kiếm thứ mà josalia thật sự tin tưởng giao nó cho anh thực hiện sứ mệnh của mình được quả bút với ngàn linh hồn sức mạnh của ma kiếm không gì có thể bàn cãi một luồn ánh sáng vụt qua đánh tan mọi thứ, đưa hòn đảo trở lại ban đầu bầu trời hoàng hơn đẹp đẽ. Đến đây nhiệm vụ của các binh sĩ Celia cũng hoàn thành, họ quay về nơi mình vốn thuộc về và chúc cô thành công trên con đường mình chọn. Tổ đội 18 sau cuộc chiến dài cũng gặp lại nhau, mọi người tụ hợp đầy đủ với cái ôm Zegina dành cho Celia. Sakuza nói rằng dù cô nhóc đã ngất nhưng chính nó đã một phần tiêu diệt voi lo đấy. Trực thăng viện trợ sau một tập rưỡi cuối cùng cũng tới dọn xác, A à, nhâm dọn phụ hành lý trị thương đón mọi người quay về. Lên trực thăng anh nhà ngắm nghía bé eo bị ngất rồi thắc mắc, đúng là nó đã phá vỡ lớp thánh hộ nhưng sao con bé này lại xuất hiện ở đây. Mọi người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chỉ còn anh nhà với chị nhà thức đọc sách, cô nói rằng đây là một cuốn truyện cổ tích mà chị hay được cha kể lúc nhỏ. Nó là một câu chuyện về vị ma vương bằng xương bằng thịt, à không có thịt nhá chỉ có xương thôi, có người hầu bằng xương, ngôi nhà bằng xương, rồi còn có thể triệu hồi sấm sét giáng xuống nữa. Nghe tới đây anh nhà khoái lắm mà nghe câu ma vương còn biết thổi lửa được nữa đó thì tắt điện cái kết của câu chuyện rất happy ending đó là ma vương đi bán muối, nghe tới đây leo sốc bát hai đứng hình mất 5 giây. trở về thành phố của mình leo nói chuyện với hai khứa thân cận, anh nói rằng lần tới gặp khứa nafake anh sẽ nhai đầu hắn vì dám giả danh roselia. còn về chuyện nữ dũng sĩ eo leo hỏi Seji thì được cô đáp, em cũng biết mẹ gì đâu mà anh hỏi em cũng đang thắc mắc đây này. thôi đành, leo cử saji tiếp tục theo dõi ở leo kiểm tra xem mục đích cô ả à là gì. anh nhà đang dạy dỗ saji vì dám chửi ma vương ngốc thì Celia xuất hiện cô nói rằng qua trận vừa rồi vừa sử dụng bộ đồ vừa dùng thánh kiếm làm cô mệt mỏi nên giờ cho cô xin tí huyết coi như tiền công bảo vệ không kịp trả lời chị nhà đè bên xuống lấp la lấp liếm tại chỗ mọi việc như cũ ai nấy đều có việc bận của riêng mình nào là nấu nướng tìm kiếm những thông tin và cuối cùng là luyện tập để trở nên mạnh hơn đang yên đang lành mụ ơ leo trộm thanh kiếm rồi phá hủy bức tường xử đi đâu không biết anh nhà cũng chịu thôi nào lên nắm quyền vương quốc này rồi bắt về cũng không muộn đến cuối phim nhọ nồi vẫn là nhọ nồi dù giúp được cô bé vấp ngã nhưng nguyên thùng bắp úp lên đầu như này thì gội 7 ngày 7 đêm. Phần phim tới đây là hết. Nếu mọi người thấy hay hãy like và sụp dai để tụi mình có động lực để có thể ra thêm nhiều video hay hơn trong tương lai nhé.